qua cái kia. Mình có thể giúp đỡ người như thế nhỉ? Phao 60 cân có đấy ạ. Phao 60 cân có. Có không nào chị ơi? Hôm nay có bắc ca không nhiều nhá mọi nhá. Hôm nay nó không phải là dòng chuyên bắc ca. Hôm nay là đồ của nữ và siêu nhẹ. Bắc ca mọi người ơi, bắc ca để mai ở kia. Người kia sẽ có bắc ca. Bắc ca mà tôi có nhiều thế nhà tôi giàu vãi trưởng luôn các bạn nhá. Ca mà tôi nhà tôi có nhiều mà tôi cứ bán 500.000 cho bà thế chắc tôi giàu vãi trưởng luôn. Ca mà hiếm lắm mọi người ơi, nó không giống như mọi người nghĩ là mọi người nghĩ trên live này là kiểu như sao nhỉ? Ui châu nó bán đầy mà, không có đâu. Đấy là tập hợp của rất nhiều kiện thì mới được á. Áo phao 75. À Hương Yên, hôm trước Hương Yên hỏi con Phila đúng không? Hôm trước chị hôm nay chị vừa mở kiện có con Phila giống như con hôm trước nhưng nó là màu be. Nhưng không phải màu đen nhé, màu be còn phao nam hôm nay không có nhiều nhé mọi người nhé. Phao nam hôm nay không có nhiều. Hôm nay chỉ có 30% là phao nam thôi. Ngày kia mới có phao nam nhiều. Hôm nay chỉ 30% là phao nam thôi. Mọi người hôm nay ưu tiên các chị nữ nhé. Xin chào chị Lạc Tâm. Trước khi vào live em phải nói trước thế. Hôm nay nhé mọi nhá, hôm nay chủ yếu là mũ lông và siêu nhẹ của nữ. Còn phao nam hôm nay không có nhiều nhé mọi nhá. Nhiều là sẽ hẹn cho mọi người phao nam nhiều gọi mai này, ngày kia, khả năng ngày kia, tối ngày kia sẽ có phao bắc ca nhé mọi nhá. Nhưng mà nó không có nhiều giống như mọi người giống như kiểu là con này bắc ca, con này bắc ca, con này bắc ca, không có nhiều như thế. Hôm nay là lông vũ nhá. Đợt này là lấy lông vũ đấy. Không, hôm nay không có đâu, có nghĩa là hôm nay chị mở kiện mới có nghĩa là phải mai phải 1-2 lô nữa thì may ra mới có. 1-2 lô nữa mới có em đấy. Có siêu nhẹ gì ạ? Có siêu nhẹ. Xin chào 208 chị đang xem live nhé, siêu nhẹ nhiều lắm. Siêu nhẹ có cả nam cả nữ nhưng mà em phải biết làm chỗ nào. Nhiều không nam chị ơi. Nhiều siêu nhẹ lắm chứ. Xem màu trắng phía sau. Nhiều siêu nhẹ lắm đấy. Hôm nay chỉ có tầm khoảng gần 100 con siêu nhẹ đấy. Ô, áo siêu nhẹ của Athena này. Áo siêu nhẹ của nam Athena này mọi người này. Đẹp chưa? Chị Huyền Thu ơi. Con đẻ rồi. Đẻ rồi sao còn bầu gì nữa. Đẻ rồi, đẻ một tháng rồi. Có măng to nhá chị nhá như. Thôi vào số live phao thì đừng hỏi các sản phẩm khác nữa. Chốt một bạn coi đang mặc là không được ạ. Con của em là lông vũ nhá. Con này là size S và M đều ok. Có lông vũ siêu dày dặn luôn. Và mũ lông này mọi người nhìn chưa. Chắc chắn lắm các chị ở vùng lạnh nhà. Ưu tiên các chị ở vùng lạnh nhá. Em nói trước khi like này, mọi người ơi, hôm nay nhá, không chốt hộ nhá mọi người nhá. Chị nào chốt hộ mai em phát hiện em block luôn. Không dùng nhân phẩm của mình để đi chốt hộ người khác, nhớ chưa? Áo ven tay bạn cầm đi. Ok ok. Áo phao 70 cân. Áo trên tay em cầm là 350 thôi. Có em thì ok. Lần trước mua mấy con rồi mà vẫn chưa ưng à, chưa đủ à mimi. Có con nào thắt eo gọn không? Có con thắt eo này. Có con này thắt eo này. Con này thắt eo em nhìn chưa? Em thích eo đơn rút đấy này. Ôi, cho em áo này. Ok nhé, em like luôn này. Không thì tí lại đông quá. Em này các chị size tầm từ 47 đến 55 cân nhé. Dưới 55 cân này con này là 450 nhất. Thì đầu like này 400 thôi. 400.000 nhé mọi nhé. Phao lông vũ cho em ạ. Mã số là 776 này. Em mới nhận. Thấy chưa? Các bà không săn là không có đâu. Tôi là không. Hả? Áo trong
Ôi, áo đấy hình như không biết là có tháo được mũ hay không. Bốn năm trăm có mọi người ơi. 176 gì Hồng Anh? Con này là mà em phao siêu nhẹ hàng của Athena nhá. Mắt còn đánh là cho em mà. Phao lông vũ nhá, con nào không phải lông vũ em bảo này. Nam có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân. 76 của chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh chuyển khoản để cho tiếp nhá. Chốt cho người chuyển khoản luôn à. Dưới 63 cân nhá. Dưới nào mở màn đấy. Dưới 63 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Phao lông vũ nhá, 350, mã là 159. À có con phao ngắn mũ lông đâu nhỉ? Vừa bảo là thuyền năm ngoái có một con rất là đẹp. Chị vừa ở trước rổ. Đây, con này còn xịn hơn cả mũ lông luôn. Nó là lông thật hết nhá, tảng lông luôn á. Ôi giời, dự phòng luôn cái con này cho người khác đi. Này các bà nhá, các bà hôm trước tôi đọc được rất nhiều tin. 159 chị Ngân Khang. Đây là mũ nhá mọi nhá, vừa là mũ được mà vừa là... Các bà đi chốt các sản phẩm khác, các bà xả để đợi thôi xả cho chị để chị mua phao á. Các chị nghĩ các chị xả được thì chắc chắn là các chị không được chốt. Có thấy chị Hương Giang ạ. Không chốt được, không chốt trong chế độ ưu tiên được cả phao đâu, em nói thật đấy. Phao này à, để em đọc chốt đi. Em này các chị 50 60 cân, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Sao nhỉ? 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Con này em lấy một người 350 thôi, mũ ở lông thật hết nhá mọi nhá. Mã số là 426 cho em này. Trời mưa mọi người ạ, các bạn không chậm ý. 426 cho em này. Nếu mà mọi người xả các cái like khác rồi em nghĩ là mọi người sẽ rất là khó để có thể. Ô đây mà em bắt ca đây. Bắt ca này là bắt ca làm lên đây. Em này nó là bắt ca nhá. Cái này là nữ hoặc à cái này là nam nữ là ok nhá, 60 65 cân là đẹp. 426 chị Linh Thảo. Bắt thân em cho là ok. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân này, bác ca này nam nữ là ok nhá. Em này 450, mã số em này là 777 đây. 450 mã 777. Mọi người xả trong cái số like khác rồi chắc chắn là sẽ phải danh sách đen rồi, thế nên là mọi người muốn được ưu tiên phao thì em nghĩ là hơi khó nhá. Tiếp theo này một em hàng cá sấu của Crocodile nhá mọi người nhá. Crocodile này ạ, 353 57 cân nhá, size 95. 53 57 cân ạ, dưới 57 cân ạ. 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá 450, mã là 778. 778 cho em này. 77 cho chị Phương Tăng. Ờ, bác ca tiếp này mọi người ơi. 778. Bác ca này, con bác ca này 500 mọi người nhá. Bác ca này mọi người ơi. Nam nữ là mặc đẹp nhưng con này ưu tiên nữ nhá. Em này các chị 55 đến 62 cho 3 cân. Dưới 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 63 cân, bác ca này. Bác ca lông vũ nhá bạn nhá. Em này mức giá của nó là 500 nghìn, mã là 772. 500k mã số là 772 cho em. 500 nghìn mã 772, một em phao nam nhá. Hàng thương hiệu con gà trống này, con này thì nó là hàng hiệu rồi. Lico Squid mọi người nhá. Lico Squid ạ, phao lông vũ. Size của nam. Chồng chị áo cân nặng 772. Tầm từ 65 đến 68 cân, dưới 68 cân hàng Lico Squid của Nam nhá. Dưới 68 cân này, 350, mã là 717. Chịu thôi, còn thế khó lắm. 58 nặng 50 cân hay 60 cân hay 70 cân? Hỏi khó lắm, dã man. Con này là của Puma nhá, của nữ cho em này. Có dài qua rồi có nhá mọi người ơi. Puma nhé mọi người ơi. Em này các chị size 50 55 cân của Puma nhá. Đẹp rất mà. 72 cho chị. Lông vũ nhá. 50 55 cân của Puma nhá. 350, mã là 380. Nam có những ít hơn mọi người ơi. 30% hôm nay là nam, siêu nhẹ nhá mọi người nhá. Nam cứ chị cứ từ từ nhá. Siêu nhẹ cho em size 55 này. Nó là size nhỏ đấy. 55 này các chị có cân nặng 47 đến 50 cân. 51 cân quay đầu. 47 51 cân nhá, dưới 51 cân. Siêu nhẹ lông vũ nhá mọi nhá. Em này mức giá của 350, mã là 576. Mã số là 576 trên. 576 trên nhá mọi nhá. Tiếp theo. 380 chị Quỳnh Châm Lê. Con này là một em phao đại hàn luôn. Size 100 mọi người xem là nữ. Em này các chị có cân nặng tầm 57 đến 63 cân là mặc đẹp cho em nhé, màu sạch đã làm luôn. 57 đến 63 cân, dưới 63 cân, mũ lông này. Dưới 63 cân quay đầu mặc đẹp nhé, 450, mã là 325. Sửa mã đi. Đây này, con này em xem size gì nhé.
lông vũ cho em này. Có rút eo nhé mọi nhá. Mu lông này. Em này các chị có cân nặng size từ 47 đến 55 cân là mặc đẹp cho em nhé, rút 3, eo 5, được 5. ạ. 47 đến 55 cân nhá, lông vũ ạ. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 400.000 à 450, mã số là 319. 450, mã số là 319 cho em nhé. 450, mã số là 319 cho em nhá. Tiếp theo này. Em này dáng siêu đẹp luôn. À, hàng của New York nhá, kiểu như của Mắc Cóc Cóc ạ. Siêu nhẹ ạ. Mát đấy là size M. Con này là hàng châu Âu size M nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 52 đến 56 cân này. Đẹp dã man luôn, lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. Không, con này mất siêu 60 cân ạ. Size M của châu Âu khá hơi to. Em này 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân này. 350 hàng của New York nhá, mã số là 766 à 755. 755 cho em này. 35 chị Tâm Hà. Em có một em Pacca màu nõn chuối nhá, con này là Pacca lông vũ của Nam. Pacca lông vũ của Nam nhá, mũ của nó là mũ lông đấy ạ. Size to của Nam này. Chồng chị nào cân nặng 65 đến 70 cân cho em nhá, dưới 70 cân. 70 cân quay đầu mặc đẹp của Nam nhá, xịn lắm. 450. Mã số là 327. Chị Quỳnh Trâm Ly, Lê chuyển khoản 327 327 cho em này. Quỳnh Trâm Lê chuyển khoản cho Tiêu. Tiếp tục này. Tiếp theo em lên một em của Uniqlo siêu nhẹ, của Uniqlo size M nhá. Những con này mọi người lấy đi này, nó là hàng nội địa đấy. Siêu dài mà không bay lông một tí nào luôn. 327 48 đến 52, 53 cân nhá. 48 đến 53 cân. 327 chị Ngọc Trần. Uniqlo dưới 53 cân nhá. Em này 350 thôi. Mã là 102. Giá siêu mềm luôn ấy. Mã 102 theo này. 102. Siêu nhẹ này. Siêu nhẹ đóng cúc nhá. Em này à, size 90 thôi. Con này cũng hàng châu Âu á. Siêu nhẹ lông vũ nhá. Xịn quá. Em này à, 48 đến 53 cân. 48 đến 53 cân nhá. Siêu nhẹ lông vũ là dưới 53 cân này. Em này 350. Mã là 182. 402 chị Ngân Khang. Khó Dương nghe Khang quá. Địa chỉ để được chốt tiếp. Xin chào Nhân Duyên nhé. Khó nghe quá. Em có mic có chạm vào đâu. Có xeo Nhân Duyên nha. Mọi người nghe dễ khó đấy. Tiếp theo, ôi em này lông vũ siêu nhẹ nhá. Trần hết này, đẹp dã man luôn. 182. Size này size to luôn em. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Siêu đẹp luôn, size L. 55 đến 60 cân nhá. Của nữ này dưới 60 cân nhá. 350. Mã số là 160. Con siêu nhẹ mọi người lấy đi, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. 160 cho anh nhé mọi nhé. Tiếp tục là 82. Em này nó là một em Pacca hiệu này. Toàn bộ viền này và viền bên này có mũ lông. Đây một người nhìn, nó là lông cáo nhé mọi nhé, lông cáo tỉa này. Em này size 90, có dây 160, có dây ấy luôn ạ. Có dây xích luôn ạ. Con này lông cáo tỉa, Pacca nó đẹp quá này. Em này 47 đến 52 cân, dưới 52 cân quay đầu là đẹp nhá. Pacca lông vũ. Em này mức giá của nó là 400, mã số là 184. 400 nghìn, mã số là 184. Ui bà, làm con này em bị ấm này. Size nhỏ đấy ạ. Mát đánh size S nhá, mấy nhá. 160. Mát đánh size S. Hạnh biết á. Nhớ nhá, là hôm nay em nói luôn nhá, là không có ai dùng danh dự của mình ra chốt hộ người khác đâu nha. 184. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân. 47 52 cân nhá. Ấm đã trưởng luôn này. Con này đẹp quá. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân quay đầu vào đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 500. Ấm lắm. 500 nghìn, mã là 780. Trời ơi, mọi người đừng nhìn con này thì giá trị lắm luôn á. 500 nghìn, mã 780. Con này cũng giống con đấy như size to này, các chị size to này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 65 cân trở lên là mặc đẹp, 65 đến 70 cân của nữ. Cũng là lông vũ nhé mọi nhé, con nào không phải lông vũ thì em sẽ bảo nhé. 7 đáng công. Con này các chị 65 đến 70 cân, ok. 780 với chị Anh Vương. Ấm lắm. Anh Vương đi bao nhiêu thông tin? 65 đến 70 cân, dưới 70 cân ạ. 70 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Em này cũng là lông vũ đây à. Em này mức giá của nó là 450, mã số em này là 774, dưới 70 cân. Mã 774 cho em nhé. Siêu nhẹ đi. À, một em phao béo này, màu xanh nhá, dáng này rất là trẻ và đẹp luôn. 774.
M đều mặc đẹp nhá. Đó là phao béo á, S và M đều mặc đẹp nhá. Em này phao trần, em lấy 300 nghìn, phao trần, phao béo nhá, mã là 601. Con trắng này cũng là phao béo này. Con trắng này là hàng của Ellie. Bày bé muốn chị đào nhé. Con trắng là hàng của Ellie nhá, 300 nghìn, nó là phao trần nhá. Em này các chị có cân nặng size L cho em ạ, 55-60 cân. Dưới 60 cân nhé, size L cho em này, 300 nghìn, mã là 156. 300k, mã số là 156 cho em này. Màu trắng tiết này mọi người ơi. Đây là một em siêu nhẹ lông vũ màu trắng nhé. 601 cho chị Phương Lục. Một năm sáu tiếp theo nhé mọi người nhé. Một em này là bé phao của Kit, bé trai thì phải, siêu nhẹ của bé trai nhé. Con trai nhà chị nào có cân nặng tầm từ 50 cho đến 57 cân của các bé trai, dưới 57 cân hoặc là chồng chị nào cũng được, 50-57 cân nhỏ thôi. Em này em lấy 200 nghìn nhé, bởi vì nó là trẻ con ấy. Mã số là 725, dưới 57 cân nhé, mã 725 cho em này. Tiếp theo một em siêu nhẹ dáng dài, siêu đẹp luôn. Em này nhá, size của nó size M cho em, size 66 của hàng đấy mọi nhá. 48-55 cân. 48-55 cân ạ, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá mọi nhá, màu đen. Em này mức giá của nó 350, mã là 728. 350, mã số là 728 cho em này. 350.000, mã số là 728 cho em. Tiếp theo nhá, một em này phao của nữ, hàng của nó set nhá mọi nhá. Phao màu vàng này rất là đẹp luôn này. Lữ 725 chốt chị Thu Trang. Em này các chị có cân nặng tầm 48-55 cân. Process nhé mọi người nhé. Đẹp quá. 48-55 cân chị ơi. Dưới 55 cân nhé. Em này mức giá của nó là 400.000, mã là 322. Màu xanh có chị chốt mất rồi chị ơi. 400.000, mã số là 322 chưa? Siêu nhẹ màu trắng này, phải làm siêu nhẹ lông vũ nhé mọi người nhé. Tên này của bạn em. Dạ vâng ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55-60 cân. 60 cân bắt đầu mặc đẹp nhé. Siêu nhẹ lông vũ màu trắng ạ. 350, mã là 174. 350, mã 174. Khách phải lên gì nhỉ? Màu đỏ mận ạ. Ai đỏ mận đi quên. Ba chị Nguyệt Moon. Một em phao trần nhá. Ui dồi, lấy chồng chưa em ơi? 174 cho chị Thu Quỳnh. Em này các chị là 55-60 cân được đỏ mận này, lông vũ trần trám nhá. 55-60 cân ạ, 450. Mã em này là 323. 450, mã số là 323. Thu Quỳnh đi bao nhiêu tin ạ? 323, lông vũ tiết này. Size này to này mọi người ơi. 60-65 cân, như em là mặc vừa nhá. 60-65 cân phao lông vũ nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 400.000, mã là 401. 400.000, mã 401 cho em này. Huyền ơi, Huyền cầm điện thoại của chị xuống gọi cho số shipper lấy hàng chị. Kết kết nó đang gọi. Bắc ca này mọi người ơi. 323. Bắc ca mũ lông nhá. 401. 323 chị Hoàng Olympic. Bắc ca lông mũ này, con này thì quá xịn luôn. Này nam nữ đều mặc ok nhá mọi nhá. Em này các chị chồng hoặc là bản thân các chị có cân nặng 57-63 cân. Nam nhiều và số này kia, chắc khả năng này kia đấy. Đó. Em này pack ca nhé mọi nhớ, em lấy mọi người 450. Nam nữ là ok, dưới maximum dưới 65 cân, 60-65 cân nam nữ là ok nhé. 450, mã là 405. 450, mã số là 405 thôi. Tiếp theo, một em phao 401 chị Hoài Nguyễn. Phao mọi người ạ, size 90 này. 47-52 cân, 53 cân. 47-53 cân nhé. Phao trần này. Vừa chốt xong đã giả vậy ạ. 405. Chị không thích thì chị trả thôi. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 300.000, mã số là 749 này. Tôi đang vui nhá. 749 cho em này. Tiếp theo này, con này xin. Xịn phao của Wilson nhé mọi nhá. Phao này xịn cực kỳ luôn. Bọn này là phao thể thao hiệu đấy. Cái phao trẻ con của nó là 3 triệu rồi. Em này là size 105 cơ, 63-67 cân. 105 anh ơi. Nữ nhá, phao lông vũ siêu nhẹ này.
63, 67 cân của nữ cho em. Em này mức giá 350, mã số là 137. 749. Mã 137 cho em này. Tiếp theo em ủ con này xịn quá luôn này. Em này xem nào. Size M cho em này. Bà nào được con này chất nhất quả đất luôn này. Siêu nhẹ lông vũ. Dáng dài nữa. Những con này mọi người mua phải tầm 3 đến 5 củ mới được chất lượng như này này. Ôi này. 50 cho 57 cân. Xuất sắc luôn nhé lông vũ ấy. 50 57 cân ạ, à, dưới 57 cân. Đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Em này 400 thôi. 400.000, mã là 326 này. Không có cái thứ hai nữa. Có thể là có đấy nhưng mà nó là cái giá đấy thì nó không có mọi người nhá. 437 chị Tâm Hà. Cái này nhá, mẫu em của Uniqlo. Mẫu em áo phao lông vũ của Uniqlo nhá, dáng ngắn cho em này. 326. 326 cho chị ăn. 45 đến 53 cân, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 350, hàng Uli, mã số là 709. 709 cho em này. Em có con này cũng rất là đẹp này. Bảy linh chín. Bảy linh chín cho chị Nguyễn Cường. Size tầm từ 60-65 cân nhé. Size XL đấy ạ. Size 100. 60-65 cân nhé. Dưới 65 cân này. Lông vũ nhé. 450. Mã số em này là mã 818. Nguyễn Cường chuyển khoản cho tiếp ạ. Mã số là 818. Con này là một em phao trần nhé mọi người. Mũ lông này. Con này trần thôi mọi người ơi. Em này các chị ở cân nặng tầm từ 53-57 cân nhé. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này phao trần này 350. Mã số là 440. 350. Mã số là 440 nhé. 818. Phao lỡ không? Một em phao siêu nhẹ trần của Olivia Lauren. Size 90, size M nhỏ này. Em này các chị size bé thôi. 45-50 cân đi. Dưới 50 cân thôi. 45-50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 350. Mã số là 707 này. Em này 18, chị Hương Nguyễn. Siêu nhẹ nhé mọi người nhé. Siêu nhẹ lông vũ có chiếc eo. Con này quá xịn xò luôn á. Siêu nhẹ lông vũ dáng dài nhé mọi người nhé. Ôi, xin chúc mừng các chị ở cân nặng tầm từ 60-65 cân. Không chị Hoài Nguyễn. 60-65 cân nhé, dưới 65 cân. Bằng cân em là mặc đẹp lắm đấy. Em này 400.000, mã là 301. 707 chị Nguyễn Thủy. Em này là một em phao nam nhé mọi người nhé. Hàng hiệu đấy. Size này là size 100 của nam. 301. Phao lông vũ nhá. Em này 60-65 cân của nam cho em này. Thôi lấy 350 đi. Mã là 166. 350 mã là 166 cho em này. Tiếp theo một em này đó là một em áo phao của nữ nhá. Mũ của nó mũ lông thật này. Size 66 cho em nhá. Lông vũ này. Em này 50-55 cân mặc đẹp cho em này. 166 nhá. 50-55 cân lông vũ ạ. Dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 450. 450 này. Mã số là 787. 450 mã số là 787 cho em. Tiếp theo nhé mọi nhá. Một em áo của Puma size L cho em ạ. Áo siêu nhẹ lông vũ của Puma size L. Con này quá xịn rồi. 787. 55 đến 60 cân của Puma này mọi người này. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp của Puma nhé. 400.000 thôi, lãi ngay 3.600.000 rồi. Mã số là 787. Mã số là 159. 159 áo của Puma. Em ăn của hang ten hả người ơi. Phao lông vũ của hang ten nhé mọi người nhá. 159. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 55 cân. Dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 450 mới tinh, mã số là 767. Mã của tao hết rồi chị ơi. 767 cho em này. Tiếp theo nhá, một em lông vũ của nam cho em này, size 110. Ui giời này, bà nào có chồng có cân nặng dưới 72 cân lấy con này. Thực ra 75 cân quay đầu đấy, 70-75 cân này. Ui đẹp quá.
75 cân nhá, siêu nhẹ lông vũ này. Chồng em là thích những cái này cực. Em này 350, mã số là 140. Hầu như có là em sẽ để lại chứ em không bán vì bán nó phí lắm. Nếu mà vừa cân nặng ông ấy, siêu nhẹ này. Siêu nhẹ lông vũ nhá mọi nhá. 140. À, con này nó có lót chống nước bên trong này. Em này size XS à. Bé tí tị tì quá. Em này 40. 40, 45 cân à. 140 thì xinh bùi thị. Em không vừa đâu mọi người ơi. Em mẹ đang hỏng cái áo bây giờ. Chết rồi. 40, 45 cân thôi, bé đấy, dưới 45 cân đấy, XXS nhá. Em này lấy mọi người 300 nghìn nhá, đó là lông vũ đấy ạ. Mã số là 138. 138 cho em nhé mọi nhá. Một em hàng hiệu này, chị nào được con áo phao này thì sướng luôn này. Uniqlo không ăn thua gì đâu, con áo này của nó toàn từ cái hãng này này, áo phao lông vũ của nó toàn từ 7 triệu đến 12, 13 triệu thôi. Đấy, mọi người về tra giá xem. La Phu nhé mọi nhá, dòng này là dòng chuyên đi tuyết và leo núi của giới nhà giàu nhé. Em này nhá, về chị nào cân nặng size tầm từ 50-55 cân cho em này, 350, mã số là 112. Cầm cái áo phao chất lượng khác hoàn toàn. 138 với chị Phật Nguy. Chất lượng nó siêu khác luôn nhá mọi người nhá. Em này tiếp theo của em áo lông vũ này. Áo sorry mọi người nhá, con này là áo phao siêu nhẹ trần. Mẫu bao nhiêu ký vậy? Mẫu tầm 63, 64 như đấy. 112. Các chị nhá, chị nào cân nặng 60-65 cân nhá. 60-65 cân này, phao trần nhá. Em này em lấy mọi người 350, mã số là 177 này. Áo xuyên đi ngoài trời. 77 này. Em này là một em phao. Đẹp quá, em có thể mất mũ. Nào, ai cần áo hàng hiệu đây, hàng của Marriott này mọi người ơi. Hai lông vũ của Marriott này. Size 95. 177. 177 chị tạo chuộng. Chỗ này nó có cái băng dính để dính vào trong đây. Size 95 của Marriott nhá mọi người nhá. Nữ ạ. Đây này, nó có cái phần này, chỗ này này. Cái trong đây của nó có âm chính. Ấm dã man luôn. Em này 53, 57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em này mức giá của nó là 450 nhá. 450. Mã số là 781 ạ. 450 nó 781 hàng hiệu đấy. Mặc lên nóng thế, ấm sực hết lên luôn. Tiếp theo với em màu mận tiếp này mọi người ơi. Hàng của Joylove nhá mọi người nhá. Hàng của Joylove cho em này. 781. Size bé đó. S nha mọi người nhá. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 450, mã là 771. 781 chị Hoài Nguyễn. Mã 771 cho em này. Em phao màu cam. Lông vũ nhá mọi người ơi. Mọi bạn đứng lên treo bớt. Chuyển bớt hàng lên mà treo lên hàng lên. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp phao lông vũ nhá. Em này 400 nghìn, mã là 302 nhá. 400k, mã số là 302 cho em này. Mẫu cao 1m65 chị ơi. Mà em phao lông vũ siêu nhẹ của các chị nhá. À, hàng của New York size 77 ạ. Em này 55 đến 60 cân nhá. Size L cho em này. 350 cái siêu nhẹ, hơi bị bèo luôn nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 350, mã là 727. 350, mã số là 727 kê. Có phao nam chị ơi. 350, mã 727. Tiếp theo nhá mọi nhá. Em này là một em phao lông vũ nhá mọi nhá. Phao lông vũ trên. Size M cho em nhá, ấm dã man luôn. 2, chứ chỉ dùng 2. 50, 55 cân. 727 chị Hoa Trần. 50, 55 cân, dưới 55 cân nhá. 400 này, đang phao lông vũ nhá. Mã số 49. 400 nghìn, mã số 49 cho em nhá. 400k, mã số 49 cho em. Tiếp theo, một em của Nam nhá mọi nhá. Phao siêu nhẹ của Nam. Size 95 của Nam. Chồng thì à 60 6, 60, 3 cân qua đầu ấy. 57, 63 cân của Nam. Okay. 57 đến 63 cân của Nam nhá. Tay nó sẽ dài hơn với em đấy. 57, 63 cân nhá. Em này 350 ạ. Mã số em này là 573.
350, mã số là 573 cho em. Sao vu của công đi thế? Ok, là em lên dần. Uniqlo, Uniqlo size L mọi người ơi. Con này thì xịn quá. Mọi người lấy đi. Ai mở xong ra còn lại xem lại xuống tốt chị ơi. Đối với những người giàu Uniqlo bình thường thôi. Nhưng mà mặc nó rất là thích luôn. 560 cân không này. Không có đâu ạ. 560 cân này, còn những người nghèo ấy mà có 573 chị Nguyễn Chi. Thích luôn ấm. 55 đến 60 cân như em mà rất nghèo, em thấy Uniqlo mặc sướng. Em này 350 của Uli size L nhá, mã là 743. Mặc sướng cực kỳ. Này các bạn hãy nhìn chất lượng nó khác luôn, nó là hàng nội địa của nó nên rất rất là xịn, hàng nội địa của nó nhá. Chứ không phải là hàng nhái đâu. Tiếp theo nhá mọi người nhá, size 85. Cái khoang ngắn có mũ lông này. 743 cho chị Mỹ Hà. Ôi, mắt hôm nay không thay đổi, cứ 370 mắt à. Em này 50-55 cân nhá, đẹp chưa? 50-55 cân mũ lông nhá mọi nhá. Em này 350 này, mã số là 313. Tốt rồi. Ôi, con này đẹp quá này. Ui, em này vừa chống nước, vừa chống gió, vừa chống tuyết được này. Nè, xịn chưa? Ai người sở hữu em này nào? Em này các chị ở cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Đẹp lắm ăn. 313 cho chị Quyết Hải. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. À. Em này mức giá 500 nhá. Mã số là 304. Quyết Hải bong tin là tổng máy. Đẹp chưa? Em này là của Mulet nhá. Em này thì là xịn đẳng cấp luôn. Em này và Black Jill ấy, là hai con như á bao của nó giá 304. Giá hơi chát chúa. Nhìn cái phao mọi người nhìn cái nước hàng mọi người biết là nó là hàng rất là xịn luôn. Con này còn có đai đi kèm cho chị nào bài thiếu cho chị Minh Châu Phạm Trần. Em này 50 dưới 60 cân, 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em, có đai đi kèm nhé mọi nhá, có đai chứ thật đâu. 55 đến 60 cân cho em này. Cái này hàng của Millet nữa, em cũng lấy 500. Mã số em này là mã 305. Rồi vừa là siêu nhẹ 305 cho em. Bắc A Nam nhé mọi ơi, Bắc A Nam hàng của Hét này, size to. Bắc A Nam. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 60. 305 chị Hòa Trần. Con này nam nữ thì ok. 60 65 cân nhé, dưới 65 cân này. 450, mã là 732. 450 mã số là 732 em. Em này là của em pha thể thao nhé mọi người nhá. Pha thể thao game. Con này là pha Trần. Em pha ngắn nhé mọi người nhé. Thương hiệu Satin này mọi người đấy. Con này nó không có mũ đâu, nó là viền cổ nhé mọi người. Viền cổ pha lông mũ cho em này. 732 cho chị Linh Mimi. Em này 50-55 cân nhé, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 350 đi. Mã số là 716. Nó không có mũ đâu, nó là viền cổ đấy. 350 mã 716 cho em này. Đẹp chưa? Hàng của Ly Cap nhé mọi người nhé. Ly Cap cho em này. 716 để dã man. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 62 cân quay đầu cũng đẹp luôn ạ. 450 hàng của Ricap nhá. Mã số là 70. Mã số 70 cho em này. Siêu nhẹ đây. Ui pha trắng này, trần này. Cổ lông nhá bà ơi. Em này size M. Pha trần cổ lông nhá, màu trắng trần, trần chám chéo ạ. Em này 716. Mark đánh size M cho em nhá. 716 chị Thủy Vũ nhá. Em ủ con này to đấy. Mark đánh size M nhưng mà rất là to luôn. Em này các chị 60-65 cân. Trần chám nhá, màu trắng cho em này. Em này 350, mã là 310. 70. Ôi một em phao của Guess này. Các bà ơi, con này đỉnh. Phao của Guess 500 nghìn chắc cũng phải đấy. Hôm trước mọi người có biết một con cái phao của Guess không? Chị Linh Mimi có lên mạng xem nào chốt chị ơi. Mimi lấy con này này. Không sợ chết Guess đâu. S và M nhỏ thôi. 70, 310. Em này các chị dưới 50 cân. Chị Oanh Nguyễn. 40 đến 50 cân. Hôm trước có bao nhiêu chị inbox hỏi là em không thấy. Bao nhiêu chị inbox bảo là chị trả giá cao hơn ấy, và em chốt cho người ta rồi. Của ghét cho em nhé mọi nhá. Của ghét cho em này. Size nhỏ nhé mọi nhá. S thôi, 40 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 500, mã là 311. 500 nghìn mã 311 cho em. 500k mã số là 311 cho em. Tiếp theo là của em qua hàng châu
Âu hẳn chắc hết. 311. Em này các chị có cân nặng tầm 57-63 cân, 57-63 cân nhá, lông vũ siêu nhẹ. 311 cho chị Nguyễn Phương Thanh. 350, mã số là 157. 350 mã là 157 nhé. Phao nam á. Thôi mọi người có thể là phao nữ nhá. Cái này là phao nữ. Bản gốc của nó cũng không có mũ luôn. Nó có đai ở đây nhá. 157. 311 thôi. Không không, 157 ạ. 157 cho chị Anh Hằng. Phao lông vũ cho em nhá mọi người. Con này to lắm, con này XXL cơ. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân. Lông vũ nhá. 60-65 cân mặc đẹp cho em nhá. 350 thôi, mã số là 575. 350, mã số là 575 cho em này. Ui, con lông vũ đẹp quá. Con này à, hàng Milan 575. Đẹp dã man luôn này. Con này như gọi là đáng tiền chứ. Size 55. 575 với chị Dung Nguyễn. Nói chung không thắc mắc chút trước sau đâu. Em này các chị có cân nặng tầm dưới 50 cân thôi, 45-50 cân nhá. Size S của hàng của Milan nhá. Em này 400.000 này, mã số là 416. 400k, mã số là 416. 400.000, mã số là 416 cho em này. Đây. Con này em nhớ là có một con tương tự như này. Phải cực kỳ đen luôn. Con này là dòng leo núi nhá mọi người nhá. 416. 450 này mọi người này. Size này các chị dưới 52 cân thôi. 47-52 cân nhá. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 450 ạ, mã là 307. Lông vũ luôn. 450, mã số là 307 cho em. Phao ngắn nhá mọi người ơi. Phao ngắn là size nhỏ. Phao ngắn mũ lông hơi ít. Size S cho em nhé. 45-50 cân. Con này size S cho em nhé. Đẹp dã man luôn. 50 cân quay đầu màu đẹp, dưới 50 cân nhé mọi nhé. Em này phao trần. Có phao nam chị ơi, 307. Phao trần cho em nhé. Dưới 50 cân ạ. Em này 350, mã số là 306 này. S chuẩn S. Ấm dã man luôn. Tôi nóng quá đi mồ hôi luôn ạ. Ui em này có một em này nó của nó là phối con lông con cừu nhé mọi nhé. Lông cừu này, lông cừu thật này, nếu mà chị nào chưa biết thì mọi người hãy mua để biết cái lông cừu thật như nào nhé. Size 55 của Joy Love này. 306. Bé lắm, 40-50 cân. 40-50 cân. Dưới 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp pha lông vũ nhá. Em này 450, lông con cừu đấy ạ, mã là 773. Lông này có thể tháo ra được để cho mọi người giặt dễ. 773 nha. Tiếp theo nhé, size 90, cũng là lông vũ siêu nhẹ, có mũ lông này. Em này 45-52 cân. 45-52 cân nhá, 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 450, mã là 160. 773 chị Nguyễn Thông Minh. 450, mã 160 nhé. Tiếp tục nhé mọi nhá. Tiếp theo của em siêu nhẹ này. Siêu nhẹ lông vũ nhá. 160. 53-57 cân. Siêu nhẹ lông vũ ạ. Em nhớ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của 350, mã là 734. 350, mã số là 734 cho em nhá. 160 với chị Trang Lục. Tiếp theo ạ, siêu nhẹ tiếp ạ. Con này là siêu nhẹ trần nhá mọi người. Không có dây leo chị ơi. Siêu nhẹ trần cho em ạ. Mời em siêu 734. Nhẹ trần nhá. Em này các chị 55 60-65 cân nhá. Em này 300.000 nó siêu nhẹ trần nhá. Mã là 703. Mã là 703 cho em này. Đây, mọi người hãy lấy siêu nhẹ lông vũ để lấy những con như này. Cầm xịn lắm. Em này nhá. Em này các chị có cân nặng tầm size 95 này. Đây mũ lông đi chị. Đợi chút tôi chút. 53-57 cân nhá, đẹp đấy. 53-57 cân, dưới 57 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã là 702. 703. 350 mã 702 cho em này. Đây, mời em hàng hiệu này. Cần gì mũ lông.
cần là cần cái chất lượng sản phẩm thôi. Hàng hiệu nhá, hàng của New York cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm từ size L 55-60 cân. Bọn này phải tầm 7-8 củ coi. 703 chị Linh Hà. 55-60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 512. 350, mã số là 512 chị Linh Hà. Các ca nhá, hàng của cô Linh Hà cho em này. Các ca nam. 512. Các ca lông vũ của nam nhá. Chồng chị áo cân nặng tầm từ 63-68 cân của nam. Dưới 68 cân của nam nhá, 68 cân quay đầu này. Em này mức giá 450, mã số là 142. 142 cho em nhé mọi người nhé. 142 cho em. Tiếp theo lên em mũ công. Cái này là lông mũ nhé mọi người nhé. Size 90 ạ, size dưới 52 cân. 47 đến 53 cân quay đầu nhé mọi người nhé. Đẹp quá. 47 đến 53 cân. Dưới 53 cân nhé. Cái này mức giá của nó là 400. Mã số là 143. 142. 400 thì mã số là 143. Này như siêu nhẹ luôn. Lông vũ nhá mọi nhá. Các chị ở cân nặng size tầm nhỏ thôi, 47 đến 53 cân này. Dưới 53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 450, mã là 312. 450.000 mã số là 312 thôi. Một em phao lưng của Process này, phao nam nhá. Con này cũng đẹp, không kém. 143. Phao nam nhá, siêu đẹp luôn này. Chồng chị Đào cân nặng tầm từ 65 đến 68 cân của nam, dưới 68 cân nhé. Em này mức giá 350, mã là 741 này. 350, mã là 741. 312. Tiếp theo một em phao dòng phao siêu nhẹ của nữ nhé, phao thể thao siêu nhẹ này, màu cam. Em này mọi người đi ngoài đường thì rất là thích luôn. Nhẹ lắm, em này size S thôi. Em này 45 đến 50 cân nhé, phao của Process này, hàng hiệu thể thao này. 45 đến 50 cân nhá. Em này 350. Siêu nhẹ lông vũ, mã số là 739. Ôi, sửa mã chị 41. 741 cho chị Nguyễn Mai Hương. 739 em ạ. Em này là một em phao cổ lông. Có dây xích nhá, size 55 cho em này. Có dây xích nhá. Size 55 cho em. 739. Em này các chị có cân nặng 47 đến 52 cân. Quá nó chỉ kéo đến đây thôi. Lông vũ nhé mọi nhá. Đây, 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Maximum là 55 cân nhưng mà tầm 47 đến 52 cân mặc vừa, mọi người mặc áo len nữa. Em này mức giá của nó là 400 thôi, mã là 178. 400.000 mã số là 178 cho em nhá. Một em pha siêu nhẹ Millet này, hàng hiệu này. Nam. Size này các chị chồng thì nào cân nặng tầm từ 63 đến 67 cân của nam. Không, 60 65 cân của nam này. 60 65 cân của nam, hàng hiệu của Millet nhá. 65 cân quay đầu. Em này mức giá của nó là chết rồi, này bị lỗi đây rồi. Này mọi người có bị một vết mục nhỏ nhỏ đây rồi. 312 rồi. 312 chị Năm Đỗ Thị. Cái này về mọi người giấy băng dính dán vào được ạ. Nó mục rất nhỏ, 60 65 cân nhá. Em này lấy 180 đi. Chị Năm Đỗ Thị inbox số điện thoại địa chỉ để mã là 724, nó có một cái bục ở tay 178. Đấy bục ra mọi người biết đấy là có lông vũ đúng không? Chị Năm Đỗ Thị inbox số điện thoại địa chỉ để tôi tiếp vào số điện thoại nha. Bao nhiêu? 178. 178 chị Ngân Hà. Lông vũ đấy, cái lông vũ đấy gọi là người ta gọi lông vũ nghiền đó. Bé bé không có gân. Không gân đấy. Chồng chị 68 đến 72 cân, dưới 72 cân nhá. 350, mã là 178. 72 chị Lan Tuyên. Lông vũ ạ, 350 mã 178 luôn. Lông vũ của nữ này. Tháng dài nhé mọi người. Lông vũ của nữ ạ. Một bảy tám đó chị Công Hiền. 55 đến 60 cân của nữ nhá, dưới 60 cân này nhẹ như không mặc gì và rất ấm luôn ạ. 350, mã số là 40. 350, mã số 40 nha. Em này hàng
kiểu Paris nhá mọi nhá. Size 100 này. Em này các chị 60-65 cân mà đẹp như em là vừa rất là ấm luôn ạ. 60-65 cân nhá lông vũ ạ, dưới 65 cân nhá. Em này 400, mã số là 325. 400 nghìn, mã số là 325. Cái sao hàng này nó giá trị lắm ạ. Tôi thề. Mọi người mua phao hàn xong, mọi người dùng phao hàn xong rồi mọi người sẽ thấy rất là thích cho mọi người sẽ không dùng được hàng chung nữa. Em rất ít khi bán hàng phao của chung ấy. Ba hai năm không ấy. Bởi vì nhiều lần năm nay nó phải bắt lấy kèm có 3 cục thôi mà em vẫn vứt ở trong kho em không làm. Ba hai năm chị Thảo Tuyến. Mình lấy hàng ấy nó phải bắt lấy cả khác nữa ấy. Chị Thảo Tuyến đi bóc địa chỉ. Bắt lấy thì mình đâu có. Em này các chị ở cân nặng tầm 57, 63 cân nhé. Dưới 63 cân quay đầu mọc đẹp cho em này. Ấm đấy. 450 nhá. Mã số em này là 309. 309 á. Dùng qua hàng rồi không biết dùng nữa. 309 nhé. Phao ngắn nhé mọi người. Mũi lông. Hàng của Ash nhá. Em này 48-55 cân. 48-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân ạ. Em này 400 nghìn ạ. Mã là 557. 400 nghìn mã là 557. Mấy con hàng của cá sấu cho em này. Cái bà này. Con này cô lấy không biết lấy con nào luôn. 39 kìa. Của chị Lê. 39 cho chị Lê Hoa. 527. 55-60 cân hàng của cá sấu nhá. 55-60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 400 nghìn, mã là 320. 450 màu đỏ nhé, mũi lông. Em này hàng châu Âu ạ. 557 chị Diệu, thơm Diệu. Lông vũ nhé mọi người. Lông vũ ạ, em này các chị có cân nặng tầm 48-50, 55 cân, dưới 55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. Em này 400 ạ. 320 chị Lê Phương An. 400 nhá, mã số em này là 155. 400 nghìn mã 155 cho em này. Lông vũ nhá mọi nhá. Lông vũ size 66. Size M đấy ạ, 50-55 cân thôi chị ơi. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này 450, mã là 314. 450, mã số là 314. Em này này. Em này là một em dòng đi tuyết cho em nhá. Chị nào cần đi đường xa thì phải lấy con này. Các chị size nhỏ cho em nhá. 47-53 cân, size S hoặc là M nhỏ dưới 53 cân. Từ 45 cân mọi người đi đường xa mọi người cũng lấy cho em. Em này 350, mã là 723. Mặc ấm cực luôn á, đó là dài đại hàn. Ôi, một em phao siêu nhẹ của Nam. Phao siêu nhẹ lông vũ của Nam nhé. Mọi người ơi, mọi người chuẩn bị tiền đi, mấy em nữa bắt ca về nhiều. Em này nhá. 55-60 cân của Nam, dưới 60 cân của Nam nhá. Em này 350, mã số là 142. 350 mã 142. Nữ này, con này của Joynot nữ nhá. Con này thì rất là xịn luôn. 723 chị. Rất là xịn luôn. Lông vũ siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ của nữ nhá mọi nhá. Size này các chị 55-60 cân này có mũ. 55-60 cân, dưới 60 cân có mũ nhá mọi nhá. Em này mức giá 400 nghìn, mã là 316. 316. Em màu hồng này, siêu nhẹ lông vũ màu hồng này. Em này nhá, size to 42. Size to cho em ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 62 đến 66 cân. Dưới 66 cân nhá, 66 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350, mã là 898. 316. 350, mã số là 898 nha. Con này bán 500 nghìn vẫn hơi tiếc. Đây này, con này bán 500 nghìn hơi tiếc nhá. 316 cho chị Huệ Việt Thị. Em này các chị size 55-60 cân ạ. Con này 500 nghìn hơi tiếc. 898. Em này các chị size 55-60 cân, 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 63 cân này, em này 500 nhá, mã là 315. Ấm khủng khiếp luôn. Con này thì gió chỉ có khóc thôi.
Bình thường em mặc dòng này bên trong chỉ mặc một cái áo rất là mỏng. Đó, thì lắm lực rồi. Và đây mình Sapa ấy. Đi vào trong đêm hôm có tuyết luôn ấy, thẳng phát này mọi người này. Chưa nhẹ. 315. Siêu nhẹ này size cao là XL. Bao đâu chị Sơn Vũ Ngọc. XL nhá mọi nhá. Em này 60 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. Em này mức giá 350 này. Mã là 908. 350 mã 908 thôi. Ồ mà em sao hiệu ở Nam nhá. Mọi nhá size 100. Size 100 nhá. 63 là 68 cân thôi. Không, em này Nam chỉ 60 65 cân thôi mọi người ạ. 60 65 cân của Nam nhá, dưới 65 cân của Nam. Tay rất vừa đấy. Chị. Em này mức giá của nó là 350, mã là 784, bao trần đấy sao? 784 thôi. 784 nhá. À. Em này ạ, em này size 140 các bé rồi. Con gái là chị nào? 784 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Em này nhá, size bé này, các bé chỉ là 30, 35 cân các con thôi. Dưới 35 cân các bé nhá. Dưới 35 cân thôi, em lấy mọi người mức giá 180 của các bé nhá. Vũ lông là lông vũ nhá. Bé gái á, 180, 3 dưới 35 cân. Mã số là 301. Mã số là 301. 180 của các bé. 301 cho em này. Một em này là Bắc Ca của Nam nhá mọi người nhá. Bắc Ca Nam này. 301. Nam. À, chồng chị nào có cân nặng tầm từ 68 đến 72 cân của Nam. Dưới 72 cân quay đầu Nam nhé. Dưới 72 cân này. Em này 400.000, mã là 417. À, anh Tuấn, anh Hoàng, đồ mã là Tây Mơ đó anh ơi. 417 cho anh ạ. 301 cho chị Thúy Đỗ. Hàng của New York size 85, SXS 40 đến 48 cân. 417 48 cân quay đầu nhá của em ạ. 47 chị Phương Nguyễn. 40 48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 450, mã là 318. 450, mã số là 318. Tiếp theo của em phao leo núi nhá mọi người nhá. Phao leo núi này Nam. Hàng Nam cho 100. 318. Em này phao trần nhá, 66 cân quay đầu nhá, 60 66 cân của Nam này. Em này mức giá của nó là 300.000, phao trần hàng leo núi á, mã là 177. Rất là nhẹ và chống nước. Tiếp theo của nữ này. Phao siêu nhẹ của nữ nhé. Hôm nay áo phao nam hơi ít chị ơi. 318 chị Hân Hương Anh Tưởng. Hôm nay chỉ 30% là của nam, không có nhiều nam đâu. Nam mọi người ngại đẩy ngày kia nhé. Em này 50-55 cân. 50-55 cân của nữ nhé, dưới 55 cân này. 350, hàng siêu nhẹ này chị mã là 174. Mã 174. Mấy em siêu nhẹ nhé mọi nhá. Siêu nhẹ của nữ. 255. Em này các chị có cân nặng size nhỏ này. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá, pha siêu nhẹ của nữ dưới 50 cân thôi. Em này là 350, mã là 176. 350.000, mã số là 176 nhá mọi nhá. 350k mã số là 176. Em này của Nike này. Áo phao lông vũ của Nike nhá mọi nhá. Size S. 45 đến 50 cân của Nike size S nhá, hàng chính hãng nhá. 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp hàng của Nike nhá. Em này mức giá của nó là 400.000, hàng hiệu này. Mã số là 571. 908 của chị Đặng Phượng anh ơi. Anh được mã nào thì sao anh cho đó anh ơi. 571 cho em này, 176. Bên em là bán hàng đã qua sử dụng rồi ấy. Mỗi mẫu nó chỉ có một chiếc một size thôi. Người này chốt được thì người kia sẽ không chốt được nhé. Nếu mà người này chốt được mà xả hàng 5, thì người kia mới được chốt. 571 ạ. 571 chị Hiền Nguyễn. Thế nên mọi người cân nhắc trước khi chốt nhé. Mọi người không lấy thì để cho người khác lấy á. 53 đến 57 cân nhé. Đẹp chưa? Phao lông vũ vậy dưới 57 cân ạ. Em này 400.000, mã là 715. 400k mã số là 715 cho em. Siêu nhẹ này. Ủa siêu nhẹ xịt chưa? Siêu nhẹ lông vũ nhá.
có mũ cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân. 715. 57 đến 63 cân nhá, dưới 63 cân. Em này 400.000, mã số là 758 này. 400k mã số là 758 cho em này. Con này là form châu Âu rồi, nhìn cái này biết là form châu Âu ở lông vũ. Siêu nhẹ lông vũ. Size PS này. 40. 40 50 cân. 350 nhá mọi người ơi. 40 50 cân thì con này thì rất là tiện và đẹp luôn, dưới 50 cân nhá. 350, mã là 141. 350, mã số là 141. 750 mã số là 141 xem này. Đơn giản chỉ con. Tiếp theo này, một em của La Fu nhá, em này cũng là hàng hiệu đây này, nữ ơi. Đây mọi người tra luôn nhá, lên Google tra luôn cái hãng này cho em nhá. Nam nữ đều ok. Con này là 60 65 cân, nam nữ đều mặc. Dòng leo núi nhá, dưới 65 cân này. 350, mã số là 135. Sao có trẻ con đây à? Không biết có. Để cất đi mai, mai có. Chưa mai có trẻ con. Đây, một em sao lông vũ của Nam nhá. Hàng của cây tích. Em này một em xạ siêu nhẹ. Tắc ca của Nam nhé mọi nhá. Con này có chất lượng luôn này. Tắc ca Nam nhé mọi ơi. 65-70 cân của Nam. Nó là tắc ca lông vũ của Nam đấy. 65-70 cân của Nam nhé. Mũ máu rất là đẹp luôn, mới tinh. 450, mã là 397. Nếu con tắc ca mọi người cứ lấy đi. 397 cho em. 397 cho em. Tiếp theo, một em phao béo nhá. Em này ghi là free size. Free size cho em nhá. Free size là SML đều mặc đẹp nhá mọi người nhá. Đẹp chưa? Over size nhá. SML SML luôn nhá. 300.000 nhá. Phao béo này, mã số là 395. 395 cho em. Em này các chị có cân nặng tầm từ em này các chị 53-57 cân. Siêu nhẹ nhá, 53-57 cân, dưới 57 cân này. Em này 350, mã số là 701. 350 mã là 701 cho em này. 350 là 701 cho em này. Con này đẹp. Vãi trưởng luôn này. Đúng sao, chất lượng. Alo, 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 chị ơi. Có đấy chị Mỹ Lệ Nguyễn á. S, 40-50 cân, đẹp quá. 40-50 cân, chất bao siêu đẹp luôn. Em này 450.000 nhá, mã là 775. Con này xịt quá này. 450.000 mã 775 cho em này. Uniqlo này. Uniqlo này các chị có cân nặng size gì đây? 775 cho chị hoa cao. Em này 50 đến 55 cân nhá. Vâng. Dưới 55 cân cho em này. Uniqlo này 400.000 nhá. Mã số em này là mã 162. Uniqlo mã 162 nha. Hiệu mọi người này, Uniqlo tiếp size L này. Em L này là em lòi của nữ rồi mọi người nhá. Một em hàng hiệu uni của nữ này. Em này thoải mái cho em khoảng tầm độ từ 55-60 cân của nữ này. Hàng hiệu Uniqlo nhá mọi người nhá. Bán em này 400.000. Mã số là 132 cho em luôn này. Mã 132 size L này. 105 cho mọi người nhá. Đấy, này, em này, tiếp này. Tắc ca của Nam, size của nó size to, nghe size 105 cơ, nghe tức XL của Nam nhá mọi người nhá. Khoảng tầm độ từ 65-70 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. 65-70 cân của Nam cho em luôn nhá. Bán em này 450, mã số là 534, màu đẹp chưa? Mã số là 534 cho em. Màu siêu đẹp cho em này. Đây. Màu đỏ đấy mọi người, size số 95 nhá. Đúng rồi. Size 95 của nữ cho em này. Em này khoảng tầm 95 là 53 57. Khoảng tầm độ 53 57 cân mặc vừa em này cho em, em mặc của M lớn mọi người. 53 57 cân mặc vừa em này nhá. Phao nữ cho em luôn này, mic mũ lông cho em. Em này ạ. Siêu nhẹ là 350, cái này 350 quần áo.
50.000 này, chốt cho em mã số là 722 cho em luôn. 3 coi hết chị ơi. 722 cho em luôn nhá. Đây này. Ai cần những em mà lông vũ ấy, các em em chị này. Lông vũ như kiểu mix da rồi. Em này nó như kiểu là phối da cho em nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Size 100 cho em rồi. 100 tức là tương đương với size L nhá mọi người nhá. Em L này là L của nam ạ. Chị nào có chồng hay là có các con trai hay các chú ấy ạ, tầm khoảng tầm độ từ 60-65 cân vừa em này nhá. 60-65 cân của nam, size L của nam cho em luôn này. Bán đây này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 173. Phao lông vũ của nam nhá. Mã số là 173 mũ lông này, đẹp chưa? Em này size nhỏ rồi, nhưng mà chỉ có cho con xem nào. Hàng của shop cho em nhá. Mình địa chỉ đi ạ. Hàng hiệu của shop cho em mọi người này. Em này có cả mũ cho em luôn nhá. Em tiếp theo này, hàng hiệu của shop size S này, 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân này, mic mũ lông dáng ngắn, 350 thôi. Em này cũng là pha lông vũ luôn mọi người nhá. Chốt cho em mã số là 753. 753 chị Nguyễn Thủy. Mã số là 753 cho em luôn này, hàng hiệu Plastic Island này. Một em hàng hiệu của Plastic Island này. Ai dùng hàng hạn biết em này rồi nhá mọi người nhá. Size S cho em luôn này. Lên một em size S Plastic Island cho em luôn này. Em này thoải mái chuẩn S, 45-50 cân. Vừa kéo khóa vừa mũ cúc cho em luôn chị nhá. Giá của nó là em này là áo phao dáng dài lông vũ, 45-50 cân dáng giữ đùi của em luôn. 350 chốt cho em mã số là 865 cho em luôn này. Mã số là 865 cho em luôn. Đây lên mũ đi ạ. Lên một em nhá, hàng hiệu Unibay này, size 100 tức là size L rồi ạ. Em L theo em là của nữ nhá mọi người nhá. Cái màu của nó là hơi hơi màu tím nạc, dáng dài mít mũ lông cho em. Ai cần mũ lông thì em này cho em thế này. Ai cần mũ lông đây ạ. Em này nhá, thoải mái cho em size L, 55-60 cân của nữ cho em luôn. 450 mã số là 768 cho em. Mã số là 768 màu hồng này. Em màu xinh chưa? Em đã áp màu rồi mọi người ơi. Áp màu em bỏ qua luôn nhá. Áp màu to em bỏ qua luôn này. Tiếp theo chị này, đây. Và tiếp hàng của anh ạ. Một em hàng của anh size số 90 nhá mọi người nhá. Em bảo rồi, riêng hàng của anh, hàng của Pháp, những cái hàng mặc kiểu châu Âu mọi người. Mình lấy luôn em không suy nghĩ đâu mọi người nhá. Chất nó đỉnh lắm rồi. Em này đấy ạ, dáng của nó là dáng kiểu cổ khăn. Dáng kiểu cổ khăn này. Em này là dáng dài, hoặc là nó là kiểu dáng lưng lửng thôi. Áo pha lông vũ dáng lửng này. Size số 90 nhá, size M, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 350 mã số là 754 hàng của anh. Mã số là 754 nhá. Hàng của anh cho em luôn này. Cái màu này mới là màu đẹp của chị này. Trần đẹp chưa? Rất là mới cho em luôn các chị nhá. Em này thế nào? Em này nó ghi là 4XL. Ai size to thì lấy này đi ạ. Ai các chị, các cô nào khoảng tầm độ size đại giống như em này, khoảng tầm độ từ 65-75 cân mặc vừa em này nhá. 65-75 cân mặc vừa cho nữ đấy chị này. Em này của nữ thôi nha. 350 mã số là 179. Trần cực kỳ đẹp. Mã số là 179 cho em luôn nhá. Mã 179 cho em luôn này. Mã 179 đây. Tiếp theo này, xinh chưa? Em này nhá, áo kiểu dáng parka. Một em dáng parka này, cổ khối lông toàn bộ nhá mọi người nhá. 754 chị Hà Dương. Size của nó là size 105 nha. Ủa đẹp, ấm vừa đẹp vừa ấm cho em luôn này. 105 tương đương với XL cho em mọi người này. Mic mũ lông, thoải mái từ 60-65 cân mặc vừa em này. 60-65 cân nhá, 400.000. Mã số là 459 cho em luôn. 400.000, chốt cho em mã số là 459 cho em. Ôi màu đẹp đấy. Cái màu xinh đã man này. Mặc hai mặt được nhé mọi người nhá. Mua một nhưng được hai đi ạ. Mọi người mặc cái mặt nào cũng được cho em nhé mọi người nhá. Đây, mua một nhưng được hai này. Mặt này là mặt phao, còn mặt kia của nó giống như kiểu là dáng kẻ mọi người, giống như kiểu là họa tiết kiểu kiểu dạ mỏng mọi người ơi. Em này nhé mọi người nhá. Em xem nào, để em xem tem mác của nó nào. Tem mác ở đây rồi. Xem nào. Em này nhé mọi người nhá, em này size to rồi mọi người ạ. Có rồi con gối chị ơi. Em này size to nhá, tầm độ XL ấy ạ. Khoảng tầm độ từ 60-65 cân của nữ mọi người nhá. 60-65 cân của nữ cho em này. Mua 1 nhưng được 2. 350 mã số là 750 cho em luôn này. Mã số là 750 cho em luôn nhá. Ai cần dàn em một chút xíu nhé, em tìm em lắng dàn đây mọi người luôn này. Mã số là 750 cho em luôn đây. Hàng hiệu của The North Face. Một em hàng hiệu của The North Face cho em luôn này. Em này nó ghi là size M nhá, hàng của nữ rồi. Lên một em size M của nữ cho em luôn này. Hàng hiệu The North Face, size M của nữ, 50 tầm độ 55 cân, phao bóng nhá. 50-55 cân này, 350 hàng hiệu, mã số là 393 cho em luôn nhá. Tem mác đầy đủ này. Mã số là 393, chỉ 350 thôi ạ. Mã số là 393 cho em luôn. Hàng lâu em này. Em này cũng là kiểu dáng dài và mít mũ lông cho em.
em này cũng là dáng dài khối mũ lông. Ai hỏi size XS và S thì lấy những em này đi ạ. Size nhỏ nhé mọi người nhá. Áo phao lông vũ hàng râu em này, hàng phát luôn á. Em này có đầy đủ cả kèm đai luôn, tay da cho mọi người nhá. Này, đầy đủ kèm đai da này. Size S thôi, 40 50 cân mặc vừa em này. 350 à 450 mã số là 303. 450 mã số là 303 cho em luôn này. Đây. Tiếp này, nhìn đây mắt hàng xịn chị nhá. Nhìn này, đẹp chưa? Xịn chưa? Size XS cho em nhé mọi người nhá. Nó ghi XS cho em này. Em nghĩ em này phải hơn rồi. Em này nó ghi XS cho em luôn này. Chị ơi. Khoảng tầm độ từ 40 50 cân đều vừa như em này. 40 50 cân này mix cả mũ cho em luôn. Bán em này 400.000. Chốt cho em mã số là 863 cho em luôn nha, mix mũ lông. Mã số là 863 cho em, chỉ 400.000 thôi. Mã 863, ui, bỏ lông xuống cho này. Kịp dã man mọi người nha. Quả lông nó xịn dã man chị ơi. Đây, mix lông này. Em này nha, size 55 nha. Chị Nguyễn Thị Phương. Lên một em size 55 nha mọi người nhá. Em này chuẩn S rồi, 45 đến 50 cân. Mix mũ lông cho em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Ôi chất phao đẹp dã man luôn. Bán em này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 130 cho em luôn này. Mã số là 130 cho em luôn nhá. Hàng hiệu Phun Nam này của Nam mọi người. Em này theo em là của Nam nhá. Hàng Phun Nam này là của Nam rồi, màu xanh cho em. Em này, ai hỏi cho Nam thì lấy em này đi. Hàng hiệu Phun Nam nhá mọi người nhá. Em này nó ghi là size 100, tức là tương đương với size L cho em. Size L của Nam này, 60 tầm độ 65 cân mặc vừa em này. Size L của Nam, hàng Phun Nam, 60 65 cân này. Bán em này nhá, 350.000. Chốt cho em mã số là 700 cho em. Có thấy chị Nguyễn Chi ạ. Mã số 700 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã số 700. Lên màu đen đi. Màu đen là cái màu mà ai mặc lên cũng đẹp mọi người. Ai mặc lên cũng được, mặc cái gì cũng đẹp cho em luôn nhá. Bên trong lót nỉ cho em luôn các chị này. Đây, bên trong lót nỉ này. Em này nhá, thoải mái size M, 50 55 cân, dáng trùm mông, 50 đến tầm độ 55 cân mặc vừa em này, có kèm cả mũ này mọi người này. Em này bán luôn với giá là 350 nhá. Chốt cho em mã số là 315 cho em luôn. Mã số là 315 cho em này. Em này xin chị này. Một em áo phao lông vũ nhá mọi người nhá. Áo phao lông vũ dáng dài. Rồi, áo phao lông vũ dáng dài cho em luôn các chị nhá. 700 cho chị Nguyễn Thiên Phương. Size 66 cho em mọi người nhá. Size số 66 này. Em này thoải mái cho em khoảng tầm độ từ 50 57 cân mặc vừa em này. 50 tầm độ 57 cân này, dáng áo phao lông vũ này, cổ nó như kiểu là cổ khăn đấy mọi người nhá. Bán em này với giá là 350, chốt cho em mã số là 553 cho em luôn. Mã số là 553 cho em này. Mít cổ lông của chị này. Em tiếp theo nhá, size S cho em mít cổ lông. XS và S mít cổ lông cho em luôn này. Trần Nhã Phương ơi, chị đồng má là phê nước cái đó chị ơi. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo nha, em này ạ. XS và S. Chị Nguyễn Mến. XS và S 40 50 cân em xin chưa? 40 50 cân dáng khóa tay nhá mọi người nhá. Mic cổ lông này rồi cổ tay lông toàn bộ. 350 màu trắng kem. Chốt cho em mã số là 394 dáng đẹp quá. Mã số là 394 cho em. Hàng hiệu Zolot Face nha, mua 1 được 2 sao này mặc em mặc hai mặt đồ sao này. Hàng hiệu của Zolot Face mọi người nhá. Em này đi ạ, size số 80 cho em. Áo phao lông vũ này, em có nhẹ tênh luôn, mặc như không mặc mọi người ạ. Em này nhá, khoảng độ size M thôi. 50 tầm độ 55 cân thôi ạ. 50 đến 55 cân. 350 hàng hiệu Zona Fest nhá. 350 mã số là 134. Mã số là 134 cho em mọi người nhá. Mã 134 cho em luôn này, đây này. Áo phao lông vũ này, đẹp chưa, size L. Em L chắc của Nam nó thấy phao khá to mọi người. Nam chị ơi. Này, cái chị này. Nữ. Em này cái chị này, size L này. Em nghĩ theo em này là L của Nam của nhá. Chị ơi. Bởi vì cái L này của em mặc nó khá là bị dài tay ấy, mọi người. Em nghĩ em này là của Nam nha. Nhưng em này nếu mà em này L của nữ thì là Nam sẽ to hơn. Em này cái nữ. Em này mọi người này, em này tem mác nó ghi là L nhưng theo em chỉ là size M của Nam ấy mọi người nha. Bởi vì nếu mà size L nó bị chật đấy ạ. Em này hàng mới, hàng si nhá mọi người nhá. Em này đấy ạ, nó ghi là L nhưng theo em chỉ là size M của Nam thôi. Size M của Nam là từ 55 đến 60 cân mặc vừa em này nhá. 55 đến 60 cân mặc vừa của Nam cho em luôn này. Bán em này với giá, bán em chị với giá là 350.000 của Nam. Mã số là 730 phát lông vũ mọi người nhá. Mã số là 730 của Nam này. Đây là em mít cổ này xinh chưa? Mít cổ lông cho em toàn bộ luôn, của nữ rồi.
mà em mix cổ lông mũ lông cho em mọi người nhá. Mix mũ lông cho em này. Em này ạ, size M 50 tầm độ 55 cân. Mix mũ lông này, 50 đến 55 cân mặc vừa em này nhá. 350 mã số là 321 cho em luôn. Mã số là 321 cho em luôn nhá. Mã 321 cho em này. Đây dáng áo khăn mọi người. Được hay là hơi mất mà đó chị ơi. Kiểu dáng kiểu kiểu như cổ khăn nhá mọi người. 730 chị Minh Minh. Dáng như cổ khăn kiểu dáng Hàn nhá mọi người nhá. Áo phao lông vũ cho em luôn các chị này. Em này size chuẩn S, dáng không quá dài cũng không quá ngắn này, dáng giữa đùi của em nhá. Thấp mặc em này thoải mái. 45 đến 50 cân mặc vừa em này, áo phao lông vũ này. 400.000 mã số là 741 cho em. 400.000 mã 741. Chị Tuyết Minh Đây, em tiếp theo này. Đây của em ui đẹp chưa? Em này siêu nhẹ cho em mọi người nhá. Này, lông vũ siêu nhẹ bên trong của nó thì là bên trong nó sẽ chấm bi nhá. Đây. Mã 553 của nữ rồi chị ơi. Em này size gì nha. Đây, xem size gì nha. Em này nhá mọi người nhá. Em này hàng Spao này. Em này hàng Spao size S cho em luôn. Áo phao lông vũ siêu nhẹ 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân màu đen hàng Spao nhá. 350 chốt cho em mã số là 162 cho em luôn này. Mã số là 162 nhỉ chuông. Ui. Đẹp dã man các bác ơi, dáng paka các bác này. Đẹp dã man luôn đấy. Đây rồi thì màu nó cũng đẹp rồi nhá. Cái màu nó hơi hơi giống kiểu màu muối tiêu ấy, đẹp lắm. Em này các chị này, size 100 của Nam rồi ạ. Size 100 của Nam tức là size L của Nam nhá mọi người nhá. Ai có con trai hay con chồng thì mày lấy đi, đẹp dã man luôn. Em này nhá, cho những anh nam nào khoảng tầm độ từ 63 67 cân mặc vừa em này nhá. 63 67 cân mặc vừa em này, em có mic mũ lông này, đẹp dã man luôn của Nam. Em bán này 500.000. Chốt cho em mã số là 172. Em chất đẹp dã man các chị ạ. Mã số là 172 cho em luôn nhá. 172 đẹp dã man luôn này. Tiếp theo nha mọi người nhá. Em này của nữ, hàng list. Hàng list của nữ rồi. Rồi em list của nữ này. Rồi tiếp nha. 172 chị Phương Nguyễn. Em này M 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 350.000 list áo phao lông vũ của nữ. Chốt cho em mã số là 331 cho em luôn. Mã số là mã số là 331 cho em. Mã số là 331 cho em. Đây em quay lại một tí nhé. Đợi các bạn ấy đi chuyển đồ nhé mọi người nhé. Nhà bé quá nên phải chuyển á. Em này nhá mọi người ơi, mà em áo gió. Nó không phải áo phao, mà áo gió của bọn này này. Mulet này, hàng hiệu này. Áo gió nó lẫn vào trong đây. Em sẽ lấy cho mọi người 180. Cái này các chị size M là mặc đẹp. Người đợi một chút nhá. Nhà hơi nhỏ nên phải di chuyển. Mà em áo gió của Mulet hàng hiệu nhá mọi nhá. Em này dưới 52 cân thôi. Em này 180 nhá, mã là 183. 180.000, mã số là 183 cho em này. Tiếp theo ạ, nếu mà chị nào mà dưới sành điệu là mọi người nhìn cái thương hiệu này là mọi người sẽ biết là con này vài thủ luôn. Size 90 nhá. Pin poly này. Từ trẻ con đến người lớn rồi rất đẹp. Em này size 90 của nữ, có cân nặng dưới 50 cân. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em. 45 đến 50 cân nhé mọi nhá. Dưới 50 cân, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350, mã số là 579. Phao lông vũ siêu nhẹ nhá. Mã 579 nha. 579 nha. 183 chị Đỗ Thị Lan ơi. Tiếp theo này, em này cũng là lông vũ nhá mọi nhá. Mà em lông vũ. Em này size 77 nhá. Em này các chị 55 đến 60 cân. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, size 77 là size L đó đấy. 350, mã số là mã số 8. Và cái màn nhận thử con đấy về xem. Cực kỳ đẹp luôn. Mã số 8 nghe này. Tiếp theo nhé mọi ơi, nhìn con sao này. Đẹp lắm anh. Lông vũ hàng của Italy size 55. Size 55 của Italy rồi, tương đương size M của mình á. Con này các chị cực 45 đến 50 cân là mặc người này. 45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân thôi ạ. Em này mức giá của nó là 350, mã là 180, cũng là lông vũ nhá. Chị Dinh Lê. Mã 180 nha em này. Em này là hàng cá sấu size 95 này. Mũ ở cuối lông nhá mọi người.
53 57 cân. Hàng cá sấu này đẹp chưa? 53 57 cân nhá, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp. Em này mức giá của nó 400.000. Mã số em này là mã 813. 813 cho em này. 813 nhá. Siêu nhẹ này. Siêu nhẹ lông vũ. Tiếp tục là một em phao thể thao nhé. Đẹp chưa? Phao này của Nam. Phao lông vũ thể thao của Nam nhé mọi người. Con này đi tuyết ok luôn. Ui, con này Nam nữa được đẹp nhé mọi người nhé. Em này Nam có cân nặng tầm từ 55-60 cân. Nữ thì dưới 65 cân nhá. Đẹp dã man luôn ấy. Con này là dòng thể thao nhé mọi người nhé. Dưới 65 cân của nữ và dưới 60 cân của Nam. Em này 350, mã là 331. Cái này dòng thể thao đấy. 350, mã số là 331 đây. Lông vũ siêu nhẹ tiếp này. Con này thì xịn hết lớp luôn. Size 95 ạ. 53, 57 cân của nữ. 53, 57 cân của nữ nhá. Dưới 57 cân của nữ quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 350, mã là 714. 350, mã số là 714 đây. Vũ khối lông cho em này. Phao lông vũ, con này thì size bự luôn, size 70 cân. Size 99 của nó cơ. 65-70 cân cho em nhé, size 99 nhé. 65-70 cân, dưới 70 cân này. Em này 350, mã là 144. 350, mã số là 144 cho em nhé. 350. Mã 13 chị mùa đông yêu thương. Con này là một em của Adidas này mọi người này. Em của Adidas cho em nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Nữ 50-55 cân. Đẹp nhờ, dưới 55 cân nhá. 350 của Adidas ạ. Mã số là 415. Đó có bao chị một đông yêu thương ấy chị ơi. 415 chị luôn đấy ạ. Có một con lông vũ siêu nhẹ dáng dài. Bà nào mà cần đại hàn để lấy con này. Xịn dã man. Dài hẳn nhá, đến bụng chân luôn. Em cao 1m65 mà. Qua đầu gối. Em này các chị 53-57 cân. Dưới 57 cân nhé, đẹp xuất sắc luôn. 400.000, mã là 749. 144 cho chị Trang Hoàng. 749 cho em. Tiếp tục ạ. Siêu nhẹ lông vũ tiếp này. Con này còn dốc cân luôn. Size này 60-65 cân. Size 88 này mọi người ơi. 60-65 cân, dưới 65 cân nhé. 350, mã là 119. 350, mã số là 119 cho em. 749 chị Hiền Nguyễn. Xuất sắc à. Tiếp theo em lại size S, size 55 hàng của Morgan này, hàng hiệu này. S nhá mọi người nhá. Lông vũ siêu nhẹ size S có mũ này. 40-48 cân. Dưới 48 cân đây là bọn đẹp nhá. Em này 400.000. Mã số em này là 752. Xịn dã man. Mã là 752 cho em nhá. 752. Tiếp tục ạ. Hai của Elliot này. Một em phao béo nhá, phao lông vũ, phao thể thao ấy, phao béo. Con này phao béo luôn, không phải lông vũ đâu. Phao béo hàng của Elliot nhá. Sẽ được chốt chị ơi. Con này là dòng thể thao cho em. 752 cho chị Vũ Hiền. 60-65 cân hàng của Elliot này, phao béo nhá. Em này mức giá của 350. Con này là hàng hiệu, mã số là 759. 759 cho em này. Siêu nhẹ lông vũ, con này khả năng của em. Nữ nhá mọi người ơi. Em này 55-60 cân của nữ ạ. 55-60 cân của nữ, phao lông vũ nhá. 350, mã là 329. 350, mã số là 329 nhá. Nhẹ này. Em này size S của con này xịn quá này. Mọi người đừng so sánh với Yuli nhá, Yuli kilo không ai thua gì với bọn này đâu. Em này size S cho em này, 40-50 cân. Dưới 50 cân nhá, có mũ này. 350, mã là 165. Con này rất xịn luôn. 350, mã 165 nha. Em này là size 55 này, dáng dài nhá. Siêu nhẹ dáng dài của nữ này. 45-50 cân.
45 đến 50 cân thôi, dưới 50 cân của nữ là mặc đẹp nhất, dưới 50 cân thôi. 165 của chị Phương Miên. Em này 350, mã số em này là 317. Tiếp theo, một em này đó là một em phao trần phối len cho em này. Em này các chị dưới 52 cân thôi. Con này là len lông cừu của bọn nó đấy, phối với phao à. Con này là phao kiểu chơi. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân ạ, 52 cân quay đầu vào đẹp nhá. Em này 200.000 thôi, mã là 721. Nhẹ nhàng. Con này đẹp quá, em thì em thích con này lắm nhưng mà em vừa nhìn thấy nó một có một khuyết điểm. 317 chốt cho chị Thanh Tính. Đây là trong bộ áo nó có một cái này bị hỏng ra đây. Trong bộ áo nó không nhìn thấy đâu. Đẹp, rất là đẹp luôn nhưng mà có một gọi là khiếm khuyết cái bé. Em này các chị size M cho em nhé, size M. Em lấy mọi người 200 nhé. Thực sự mọi người nó pha lông vũ. Nhưng mà bình thường tôi không có lỗi đấy là 400. Nhưng con này 200.000 nhé mọi nhé. Mã số em này là 571. 571 cho em này. Ủa con này là một em bắt ca rất to nha. Con này thì đại hàn và rất là ấm. Bắt ca này của Nam nhá. Có cân nặng 65 đến 70 cân của nam, dưới 70 cân của nam ạ. Em này 400.000 nhá, mã là 878 ấy. Ấm. 400.000 mã 878 cho. 400k mã số là 878. Tiếp tục ạ. Cái này là của nữ nhá, không đẹp không lấy tiền luôn. Số lông vũ siêu nhẹ màu vàng đồng. Bao nhiêu ạ? 571. 571 chị Hoài Trương. Lông vũ siêu nhẹ màu vàng đồng. Nhưng con này thì mọi người không thấy đâu. Trên thị trường là không có thấy nha. 878 chị Hà Phạm. Em này các chị size to rồi. Chị nào cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân, dưới 62 cân của nữ cho em. Em này mức giá của nó là 400.000 nhá. Mã số em này là 169. Con này thì xịn từ trong ra ngoài. 169 cho em. Siêu nhẹ này hàng của châu Âu nhá, size 90 hàng của chocolate. 85 cân sao không có đâu chị ơi. 85 cân ít lắm mọi người ạ. Em này dưới 52 cân nhá, 47 đến 52 cân, đẹp chưa? Dưới 52 cân nhá. Em này 350, mã số là 71. 350, mã số 71 cho em. Vũ lông này mọi người ơi. Lông vũ nhá mọi nhá. Lông vũ, mũ lông. Ấm dã man luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân lông vũ nhá, dưới 60 cân này. Cái này mức giá của nó là lỗi ở đâu nhỉ? Dưới là viết đó. Không có cái áo. À chỗ này bị hỏng à? Nó có một cái lỗi nhỏ ở phía bạn bên trong. Mọi người nhìn khi đấy các bạn không nhìn thấy đâu ạ. Em lấy 200 nhé mọi nhé. Con này quá đẹp. 55 60 cân nhé. 200 ạ. Mã số là 715. Phí thế. Mọi người quá đẹp luôn. 200.000 mã 715 cho em này. Em này hàng của Lai, hàng hiệu này mọi người ơi. Của nữ nhé. Phao lông vũ của nữ. Size số 2, size M đây ạ. Em này 48 đến 55, 48 đến 53 cân của nữ cho em. 715 cho chị Phạm Thơm. Tám đến 53 cân của nữ ạ, ấm khít khủng luôn, đẹp cực luôn. Nói chung là bọn hàng này nó chất. 48 đến 53 cân của nữ này, con đẹp chưa? Dưới 53 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350 đi, mã số là 398. Con này 450. Là 398 thôi này. Tiếp theo nhé. Phao siêu nhẹ trần nam. Size 100. Bộ 100 này là 100 nữ rồi, 100 nam không có vừa. 60 65 cân của các chị nhá, dưới 65 cân này. Em này mức giá của là 300. 398 cho chị Dương Lan. Hàng màu trắng đi chị. 300 nhé, phao trần. Mã số đây là mã số 80. Em này đẹp quá.
đẹp luôn, nhưng con này có một này, cái này nó có bị áp màu một ít ở phần trước nhá mọi người nhá. Nói chung cái phần dài của nó bị áp màu một ít. Chị nào cần mặc ấm để đi đường thì em sẽ bán cho mọi người bán tặng. Ấm đấy, đó là pha lông vũ đấy. Hơi áp màu nhẹ ở phần chỗ này. Em này 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhé, bán cho người 120 để mặc đi đường. Mã số em này là mã 548 này. Mặc lên rất đẹp, thậm chí là thậm chí những cái vết áp màu nó rất là mờ luôn ấy, nhưng mà em nhìn bỏ ra luôn ạ. Tiếp theo mà em Uniqlo size XL nhé. Sao của Uniqlo size XL. XL này là chồng chị nào có cân nặng tầm từ 63 đến 68 cân của nam. XL của Uniqlo. Nam chị Tùng Ngọc. Em này mức giá 350 hàng Uni này, mã số là 403. Siêu nhẹ nằm bên trong, bên ngoài như áo gió đấy. Rất là nhẹ luôn, to và rất là bé. Tùng Ngọc hay mới bao nhiêu số dạy chỉ đi ạ? Siêu nhẹ nhé mọi người ơi. Siêu nhẹ. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân của nữ nhá. Chị Vũ Linh ra cho chị Vũ hay 55 đến 60 cân nhá, 350, mã là 533. 350, mã số là 533 nha. Đây con này là của Paris nha mọi nhá. Của em Phao. Tùng Ngọc hay mới bao nhiêu? Size S của Paris. Size S mọi người á, màu ski rất đẹp luôn, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 400 nghìn nhá. Mã số em này là 161 cho em. Phao lông vũ. Một em phao trần của HM, size L trên này. HM em lấy 300 thôi, con này có đai. Hàng của HM. Cái này các chị 57-62 cân, có đai đi kèm hàng của HM. 533 chị Cao Thị Liên. Phao trần nhé, phao trần nhé. 57-63 cân, hàng của HM cho em này. Em này 300 nghìn ạ, mã là 578. 161 chị Huy Hoài. 300 nghìn mã số là 578 chứ. Em này với chị này, con này nhá. Mọi người mặc là hai kiểu, một kiểu cổ đóng cúc này, cái cổ nó có khóa này mọi người nhìn nhá. Bỏ thành cổ tròn được, vừa đóng cúc và cổ tròn đều được. Size 55, size S ạ. Size S cho em nhá. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em, size S nhá, dưới 50 cân nhá. 350, mã số là 751. 350 mã số là 751 cho em. 350 mã số là 751 cho em này. Một em phao siêu nhẹ của nữ nhá. Con này thì xịn kích khủng. Dáng dài nhá. Size 66 size M này. 48 đến 53 cân. Chị Sen Nguyễn. 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân à. Em này 400 nghìn nhá. Mã là 782 size M. Chất của nó sờ vào biết. 751 chị Huế Trà Lá. Size 90 nhá, em này cổ lông này. Phao này cầm sướng lắm, nó rất là nhẹ luôn. Cầm sướng sướng tay luôn nhá. Em này các chị có cân nặng 48 đến 52 cân. Đẹp chưa, nhìn như hiệu luôn này. 48 đến 52 cân nhá mọi người nhá. Em này mức giá là 350, mã số là 748. Cổ khối lông 782 chị Linh Mimi. Cổ khối lông nha em này. Tiếp tục nhá. Em này bữa em siêu nhẹ rất đẹp nhưng con này bị mất mũ rồi. Bán rẻ luôn nhé mọi người, bị mất mũ rồi. Mà không mũ cũng được mà. Em này các chị có cân nặng tầm từ 62 đến 66 cân nhá. Em lấy mọi người 200 nghìn thôi. Bao lông vũ siêu nhẹ thì mất mũ rồi. 200 nghìn mã là 706. 200 nghìn mã 706 đây. Siêu nhẹ của Nam này mọi người ơi. Em này là Uniqlo của Nam nhé. Chồng chị áo 60-65 cân này. 61 chút rồi, không có đâu. Uniqlo của Nam 63-68 cân. Dưới 68 cân của Nam, 68 cân quay đầu của Nam nhé. Em này mức giá của nó là 350 hàng Uni. Mã là 786. 350 mã là 786 cho em. 350 mã 786 cho em nhé. Eo pha lông vũ của nữ nhé, con này có eo. Con này có eo cho em nha. 786 chị Bùi Thị Tuyết Anh. Con hàng của Shimmick thương hiệu này. 786 chị Nguyễn Vinh. Em này các chị size M nhá, 48 đến 53 cân. 48 đến 55 cân nhá, hàng của Shimmick này, hàng hiệu ấy, có eo nhá. 48 đến 55 cân nhá. 350, mã số là 418. 350
bên dưới, mã số là 418 nhé. Tiếp theo ạ, à, một em phao lông vũ tiếp này. Phao lông vũ của Nam. Nam nhé mọi người nhé. Em này chồng chị cân nặng tầm từ 63 cân quay đầu, 57-63 cân của Nam, dưới 63 cân của Nam nhé. Em này 350 hàng lông vũ nhá, mã là 376. 376 nhé. Một em phao Nam này. Em này là dòng leo núi của Nam nhé mọi người nhé. Dòng leo núi của Nam, phao trần. Nó như kiểu bắt ca ấy, dòng đi tuyết rồi vậy. 60-65 cân của Nam hoặc nữ. 60-65 cân của Nam hoặc nữ nhé. Dòng đi leo núi của nó đấy ạ. Em này 350, mã là 733. 418 chị, cô bé khó mua. Mã 733 cho em này. Adidas nhé mọi người ơi. Em này Adidas cũng đẹp và mất mũ này. Em phao sư nhẹ của Adidas nhé, mất mũ cho em. Cái này của nữ, mất mũ rồi. Lấy mọi người 180 đi. Các chị size là 48-55 cân nhé. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp của Adidas này. 180 mất mũ nhé, mã là 409. 180 mã số là 409 nhé em này. Hàng của Pháp này mọi người ơi. Scotch. Siêu nhẹ của Pháp này. 409 chị Hà ạ. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Con này quá đẹp luôn. 400.000, mã là 738. Con này bị sách ở dưới rồi. 738 xem này. Mọi em phao cá sấu nhá mọi người. Ừ, sách rồi. Sách thì vứt ở đấy rồi. Phao cá sấu cho em này. Em này của Nam nhá, size 105. 65-70 cân của Nam, dưới 70 cân nhá. Hàng cá sấu nhá, 350, hàng siêu phụ. Lớp vũ xương nhẹ, mã là 739. 739 cho em này. Tiếp theo, một em hàng của Milano nhé. Cái này của nữ cho em. Nhưng con này hàng châu Âu hơi to. Hàng châu Âu hơi to một chút. 288 rồi. 88 của nó phải tầm 288 này phải tầm từ 63-67 cân. 739 dưới 67 cân nhé. 350, mã là mã số này là 308. Dưới 67 cân. Con siêu nhẹ đẹp quá. Sao mấy lông vũ hơi trần đấy. Lông vũ nhá mọi ơi. Lông vũ này. Size 66, size M 60-65 cân. Thấy
siêu nhẹ này mọi người ơi. Siêu nhẹ size XL thì khả năng là khả năng của nữ. Chồng chị nào 60 65 cân. Nam nhá, 60 65 cân của nam cho em này. 316 có chị Hoa Chuông. Em này mức giá của nó là 350, mã là 532. 350 mã số là 532 cho em. Của nam này con này xịn sò kinh khủng luôn. Phải nghe để cho chồng. Thế không người người bảo con gì xịn cũng để cho chồng hết. Nam. 60 65 cân của nam này, con này xịn sò kinh khủng. 532 chị Tuệ Nhi. 350 mã là 574 này. Mọi người có chồng 60 65 cân lấy con này đi. Mã số là 574. Em của Uniqlo nhá mọi người ơi. Size M cổ tròn. Màu trắng. 47 đến 52 cân. Ôi, sang chảnh chưa? 52 cân quay đầu mặc đẹp hàng Uli nhá, size M cho em. 574 trắng nhá. Xanh. Con này hơi bẩn ở tay một chút này. Bẩn ở chỗ này nhá mọi người nhá. Màu trắng nhìn nó không nhìn thấy đâu. Em lấy 200.000 thôi, bẩn xíu thôi. Mà nó làm không phải bẩn xanh mà nó bẩn hơi vàng vàng nhẹ. Mã số là 720 200.000 này, hơi bẩn ở tay nhá. Hơi bẩn ở tay. Size 160 à? Size 55. Thế về lên mặc con này xem nào. Dáng quá bình, chót luôn. Chưa. Size S cho em mọi người nhá. S rồi. Tuyền Trang Nguyễn. Size nhỏ mọi người nhá, khoảng tầm độ dưới 50 cân mặc vừa em này. 40 50 cân là mặc vừa em này, vừa in luôn cho em mọi người nhá. Thao lông vũ này. Bán em này 350 mã số là 185 cho em luôn nhá. Mã 185 cho em luôn. Cái tu này. Được mã là sơn bơ mà đó. Size 100 cho em mọi người, em này của nam rồi. Em này là 100 của nam nhé mọi người nhá, phải tầm độ em này tầm độ từ 63 67 cân cho em mọi người này. Size to này. 63 67 cân của nam cho em nhé mọi người nhá. Bán em này với giá là 350 này, phao lông vũ siêu nhẹ đây ạ. Chốt cho em mã số là 148 cho em luôn. Cho chị Hiền Nguyễn. Mã 148 em đẹp chưa, quả lông của nó này. Cái này chị nào thích kiểu rộng luôn, form rộng thì đấy nhá. Kiểu form thì form ra áo béo mọi người ạ. Giống như kiểu là form phao béo nhá mọi người nhá. Chị em này phải chuyển khoản cho tiếp chị. Em này nếu mà để vừa phải tầm Hiền Nguyễn chuyển khoản rồi chốt tiếp ạ. Em này gần như là kiểu dáng phao béo mọi người nhá. Ô có sai ạ. S M L đều vừa, nó phao lông vũ mọi người nhá. Phao lông vũ này, S M L đều vừa này, chỉnh tay được cho em mic mũ lông luôn. Bán em này chị chỉ với giá là 350. Chốt cho em mã số là 943 cho em luôn này. Paka của nam nhá. 943. 70 75 cân của nam, Paka của nam siêu xịn nhá. 70 75 cân cho em này. Em này 450 nhá. Con này xịn xò kinh khủng, mã là 534. 100 cái này. 100 này chắc là của nữ rồi, vậy em rằng 100 này khá là nhỏ. Khoảng tầm độ chị nào khoảng độ từ 60 65 cân của nữ thôi nhá mọi người nhá. 60 65 cân của nữ cho em luôn này. 350 lông vũ, mã số là 765 cho em luôn này. Mọi em này nhá, mọi người ơi, con này của nữ này 60 65 cân hàng. Hàng lông vũ của giống như kiểu của châu Âu nó toàn mặc làm size này thôi vì nó rất là lạnh ấy. Thế con nào mất mũ em sẽ bán cho khách 180 200 nhá. Tặng cho con 530 nhé. 60 65 cân của nữ. Đẹp chưa? 574 chị Hải á. Lông vũ nhá, 60 65 cân ạ. 350, mã là 553. 350, mã số là 553. 943 chị Trần. Mã là 553 cho em này. Chị Hải Yến hay mới bao công ty để chốt tiếp dừng chốt Hải Yến. Vâng. Ly cát. Ly cát size 100. 60 65 cân nhá. Ly cát ạ, 60 65 cân. Dưới 65 cân nhá. Em này 400, mã số 70. Cung trần 110 của nam là dành cho các anh tầm 73 à, 110 của nam nhé mọi người nhá. À đây à, ai size to, ai hỏi chồng size to này. 73 78 cân mặc vừa em này nhá. Ai hỏi chồng size to đây ạ. 73 78 cân của nam nhé mọi người nhá. Bán em này 350 này, pha lông vũ luôn. Chốt cho em mã số là 761 cho em nhé mọi người nhá. Mã số là 761 cho em luôn này. Đây lên cho mọi người coi một dọc ano nhá. Dọc ano size M, ngay của nữ. 50 55 cân của nữ nhá, dọc ăn đồ size M cho em, con này bị ăn màu ấy. Em này bỏ ra đi. Em này mức giá là 350, mã số là 53. Mọi em phao thể thao nhá. Phao thể thao cho em này, cái này mọi người đi bộ hoặc là tập gym là rất là thích. 50 55 cân của nữ nhá, dưới 55 cân này. Phao lông vũ siêu nhẹ, 350, mã là 174. Nam. 110 của nam tiếp mọi người. Lông vũ siêu nhẹ nhé mọi người nhá. 110 của nam khoảng với anh nào từ 70 75 cân mặc vừa em này. 70 75 cân của nam này. Bán em này. Ui, rách rồi, bỏ qua nhé mọi người ơi. Rách rồi, rách tay rồi này. Rách tay
rồi, bỏ qua thôi. Cái này size M. Ui thôi, màu đẹp thế. Chất dày đẹp dã man mọi người này. 50 tầm độ 55 cân nhá, dáng kiểu kiểu phao kiểu hơi phao béo mọi người. 50 tầm độ 55 cân của nữ này. Phao lông vũ cho em 350, mã số là 745 cho em luôn này. Mã số là 745 cho em luôn nhá. Mã 745 này, tiếp theo nhá. Mình màu cho em đi. 474 cho chị Trần Thu Huyền. Ok, nát đầy đủ mọi người luôn này. Em này dáng dài cho em mọi người nhá. Ai cần dáng dài lấy cái này cho em luôn chị này. Size đây này. À đây, size M cho em này. Lên một em size M của nữ nha. 50 tầm độ 55 cân cho em luôn này. Pha lông vũ á. Em chấn rất là cẩn thận luôn nhá. 50 tầm độ 55 cân này. 350 của nữ, mã số là 746 cho em luôn. Màu xanh nhá. Mã số là 746 cho em luôn này. Lên một em của nam đi. Em này là size 100 của nam nhá. Bên ngoài của nó là màu kiểu màu muối tiêu mọi người. Bên ngoài này kiểu... Đang chị à. Cổ hai lớp mọi người nha, bên trong này cổ này, cổ này, đẹp chưa? Size 100 của nam cho em mọi người này. Lông vũ cực kỳ xịn này, size 100 của nam cho em nhé mọi người nha. Em này bắt mũ này bán được đâu vậy? Em này với giá là 200.000 để bắt mũ nha mọi người nhá. Bán em này với giá là 200.000 của nam này, khoảng tầm độ cho những nam là khoảng tầm độ từ 60 65 cân của nam. 200.000 mã số là 705 bắt mũ nha. Mã số là 705 cho em luôn này. Mã 705 size L của nữ đây. Một em size L nhá mọi người nhá, phao trần của nữ ạ. Một em size L, em không đấy là chị S mọi người, em mặc là vừa in này. 45 tầm độ 53 quay đầu thôi. 45 tầm độ 52 53 đơn của nữ này. 300.000 mã số là 747 phao trần nhá. 705 chị Phương Thảo ba. Mã số là 747 này, phao lông vũ này. Ui, hàng hiệu Basic House cho em, hàng của nữ này. Hàng hiệu là Basic House của nữ này. Ai vừa hỏi cái dáng nào có thắt eo nữ đâu mọi người nhỉ? Ba eo nữ này. Em chút xí nha, xem em này mở đai nha. Đây, đai eo của nữ này mọi người này. Em này nhá, đai eo của nữ này. Đây người ta luồn, nó luồn ngược đấy mọi người. Em này size số 90 nhá. Em này size số kiểu 90 cho em luôn chị này. Đây. Em này chỉ size S thôi, 45-50 cân mặc vừa em này thôi ạ. Đai eo của nữ này, 45-50 cân mặc vừa em này. Áo phao cho em nhé mọi người nhá. Áo phao này có cả đai eo luôn, 45-50 cân. 350 mã số là 404 cho em luôn. 350 mã số là 404 cho em luôn này. Hàng hiệu của Adidas luôn nhé chị nhá. Hàng hiệu của Adidas cho em luôn này. Đây, tem mác của chị luôn. Xem nó ghi là size gì, nó ghi là size 40 nhé mọi người nhá. Hàng hiệu của Adidas size 40 cho em này. Hàng của Adidas size 40. Em này nhá, cho các chị nào khoảng tầm độ size L, 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân của nữ này. Bán em này hàng của Adidas xịn luôn nhá. 350 mã số là 580. Mã số là 580 này. Có cả mã QR mọi người check luôn nhá mọi người nhá. Mã số là 540 cho em. Hàng hiệu của Adidas. Đẹp chưa? Mít mũ lông nhá. Lên một em phối mũ lông cho em luôn này. Lên một em phối mũ lông size số 85 nha. Em size nhỏ mọi người ạ. Một em size 85 nha. Khoảng tầm độ từ 40-48 cân thôi. 40-48 cân này. Em này có kèm mũ nha. Bán em này 350 mã số là 726 cho em. 350 mã số là 726 cho em luôn nha. Mã 726 cho em luôn này. Rồi tiếp theo áo của nam đi. Lên một em áo của nam cho em luôn nhá. Size số 105, tức là size to của nam mọi người ơi. Ai lấy size này đi ạ? À? Em này trần bông nhá mọi người nhá. Em qua trần nhá. Một em áo phao trần của nam này, size 105 cho nam, tương đương với anh nam khoảng tầm độ từ 65 đến 70 cân mặc vừa em này. 65 70 cân mặc vừa em này của nam cho em luôn này. Áo phao trần bông 300.000, mã số là 131 cho em luôn, trần của nam nhá. Mã số là 131 này. Áo phao lông vũ size 100 này. Đây. Áo phao lông vũ size 100 cho em luôn. 100 này là của nữ nhé mọi người nhé. Vì em này nó không quá to á mọi người. Em lò này chỉ là lò của nữ thôi. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này cho các chị với giá là 350. Mã số là 370. Mã số là 370. Vâng, có chị ra thích bạn. Thích màu đi này. Thích màu đây này. Thích màu cho em nhá. Đây. 40-50 cân mặc vừa em này, size nhỏ. 40-50 cân mặc vừa này, em này cho em nhá. Phao lông vũ này 350, mã số là 710 cho em, dáng ngắn. Mã số là 710. Size S đi mọi người ơi.
lên một em size S đấy mọi người nhá. Em này là áo phao lông vũ đấy ạ. Trời nó nhẹ ơi là nhẹ, mặc cũng không mặc luôn chị ơi. Size S này 45 đến 50 cân này, phối màu cho em cực kỳ cá tính. 45 đến 50 cân nhá. Bán em này 350 phao lông vũ, mã số là 120. Mã số là 120 cho em luôn này. Mã 120 màu xanh cho em đi ạ. Lên một em màu xanh cho em đi. Size số 175 nhá mọi người nhá. Xem nào. Em này khoảng tầm độ size M mọi người ơi. Màu xanh này cực kỳ hiếm này, phao trần 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Em này có kèm cả mũ nhá. Mũ này không tháo rời được cho em. 300 nghìn, mã số là 572 em luôn nhá. Mã số là 572. Em này em là xinh với chị này. Hàng hiệu Crocodile cho em luôn. Lên một em hàng hiệu hàng hãng mọi người nhá. Hàng hiệu Crocodile. Em này nó ghi là size 95, tương đương với size M cho em nhé mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Hàng hiệu Crocodile này. Áo này là áo phao lông vũ size M, 50-55 cân. Cái màu này siêu siêu hiếm có, khó tìm nhá mọi người nhá. 350 thôi, chốt cho em mã số là 713. Hàng hiệu của lông vũ này, 350, mã số là 713 cho em luôn. Mã 713, hàng cây chu. Một em hàng hiệu cây chu cho em nhé mọi người nhá. Size số 90 này, size nhỏ này. Hàng hiệu cây chu size 90, XS và S, 40-50 cân. 572 cho chị Phương Lê. 40-50 cân thôi ạ. 300.000 mã số là 760. 713 chị Huế. 300.000 mã 760 cho em luôn này. Tiếp này, size L cho em đi. Em này là lông vũ kiểu lông vũ siêu nhẹ em mọi người nhá. Một em phao size L của nam ạ. Em này là form của nam rồi. 60-65 cân em mặc bị dài tay nhá. Ai có chồng hay con trai tầm này lấy cho em đi. 350 thôi, chốt cho em mã số 4. Mất tắt này. 350 chốt cho em mã số 4 cho em luôn này. Tiếp nhá, size 95. Size em theo là của nữ. Cam, ok chị. Em này theo em mặc size 95 này. Ủa chị của nam rồi. 95 này mà M này là M của nam rồi mọi người nhá. 95 mà cái là size M và size M thì là phải M của nam. Tay dài này, M này tương đương với những anh nam nào? M này tương đương với anh nam nào? Từ 55 đến 60 cân cho em. Áo phao của nó là áo phao lông vũ nhá mọi người nhá. Áo phao trần nhá mọi người nhá. 300 nghìn chốt cho em mã số là 328 cho em luôn này. Mã số là 328. Màu cam này mọi người, cam này quá xinh luôn ý. Em cam này hàng pet quá mọi người nhá. Size nó đi là XL. Em này thường thường các chị là những em này các chị nhá này. Nó ở đây này. Mất mũ em fix cho mọi người luôn với giá là thích em ngoại của mọi người luôn với giá là 200 nghìn thôi nhá mọi người nhá. Mất mũ này fix với giá 200 nghìn luôn. Cổ dày ấm dã man luôn. XL các chị này. Em L XL này của nữ rồi ạ. 53 60 cân 65 cân mặc vừa em này. 53 65 cân của nữ cho em luôn người này. Tay một cái tháo rời ra em mặc thành gi-lê cũng được. Mặc thành gi-lê hay mặc thành áo đều được cho em luôn. Phao lông vũ mất mũ này. Bán em này chỉ với giá là 200 nghìn thôi. Mã số là 164 cho em. 200 nghìn mất mũ nha. Mã số là 164 cho em luôn này. Áo phao lông vũ siêu nhẹ của nữ. Áo phao lông vũ siêu nhẹ của nữ này. Size 66 tương đương với gặp màu đẹp chị ơi. Em này tương đương size M này. 48 tầm độ 53 cân nhá. 48 53 cân lông vũ siêu nhẹ. 350 mã số là 785. Mã 785 lông vũ siêu nhẹ cho em luôn, đẹp chưa? Đây tiếp theo cho mọi người nha, màu tím này, cũng lông vũ cho em luôn các chị ơi. Lông vũ này, hàng hiệu của Olivia Hustler. Ai mà hàng hiệu biết mọi người nha. Hàng hiệu của Olivia Hustler cho em luôn các chị này. Em này nó ghi là size số 90 luôn. Size 90 dáng ôm body mọi người. 40-50 cân mặc vừa em này, đẹp chưa? Màu tím này. 40-50 cân mặc lên dáng đỉnh chị... lắm. 350 mã số là 704 cho em. 350 mã số là 704 cho em luôn. Đức Trinh Phạm Thanh mới to công ty luôn ạ. Size 90 tiếp cho em nhé mọi người nhá. Em này cũng là áo phao lông vũ siêu nhẹ, nhanh tay cho em luôn các chị, phải không có gì suy nghĩ mà không lấy ạ. À. Em này nhá, SM à nhầm XS và S luôn. 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân này. Bán em này với giá là bán em các chị với giá là 350. Chốt cho em mã số là 150. Đỏ, đỏ có chị đỏ, ơi. Đỏ chị ơi, có đỏ luôn nha. Đây đỏ đây. Cũng em đỏ hết nhét đỏ em này, em là hết đỏ mọi người nhá. Size số 90 này, cũng size nhỏ này, 40 48 50 cân thôi. Em này cũng size nhỏ nhỏ xinh xinh này, khoảng tầm độ từ em này 40 48 cân thôi mọi người ạ. 40 48 cân nha mọi người nhá. 40 48 cân cho em này gốc, em không biết chị ơi, em này trần bông này. 300 nghìn mã số là 828 cho em. Phao trần nhá. Mã số là 828. Đây chị này màu đỏ cho em này. 150 cho chị Hiền Dao. Màu đỏ được nhá. Màu đỏ cho em luôn này. Màu đỏ size số 95. Màu đỏ size số 95 này, đây đỏ đấy chị ơi. Em này thực ra theo em khoảng tầm độ size S thôi. 45 đến 50 cân thôi là đẹp mọi người ạ. Nếu mà mò hơi chật nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Phao trần này.
300.000, mã số là 783 cho em luôn. Mã số là 783 cho em nhá. Đỏ mờ để em tìm cho mọi người, em sợ không có hết mọi người. Bởi vì đỏ nó không có nhiều ấy. Có bắc ca nam mọi người, bắc ca thì hôm nay không có nhiều mọi người nhá. Và nam thì không có nhiều luôn, nên là các chị nào mà cần bắc ca hay cần nam ấy, thì mọi người đợi em mấy hôm nữa nhá, là khui kiện thì mới có nhá. Hôm nay thì sợ, em sợ không có bắc ca nam nữa rồi. Đây, tiếp theo chị này, mời em tiếp theo này. Mời em tiếp theo này, dáng cổ siêu xinh cho em. Size M 50-55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em cái này, có túi này. 50 đến tầm độ 55 cân này. Phao lông vũ 350, mã số là 175 cho em. Mã số là 175 cho em này. Mấy cái màu này xinh quá là xinh cho em luôn này. Cái này của nam sao ấy. Cái màu này quá đẹp cho em luôn đấy chị ơi. Đấy. Em này màu này quá đẹp cho em luôn. Để em tìm nhé, em không biết là còn hay không ấy. Size số 90 cho em mọi người này. Lên một em áo phao lông vũ size 90. Nhưng mà 90 này là 90 của nam nhé mọi người nhá. Khoảng tầm độ từ 50 tầm độ 55 cân của nam này. 50 đến 55 cân của nam hoặc là nữ size M thì lấy em này cho em. Bán em này 350.000 phao lông vũ này. Mã số là 170 cho em. Mã số là 170. Đây này đúng không? Em này quá xinh luôn mọi người ạ. Em màu tím mũ lông này quá xinh cho em luôn nè. Tím mũ lông size số 90 này. Em này nhá, 40-50 cân mà vừa em này. 40-50 cân này. Áo phao lông vũ mít mũ lông 40-50 cân. 350, mã số là 748. Mã số là 748. 70 chị Nguyễn Hà. Đây, tiếp nhá, phao trần. Lên một em phao trần cho em mọi người này. Lên một em phao trần size to rồi ạ. Khoảng tầm độ size M lớn 53-57 cân này. 53-57 cân của các chị nữ. 300.000, mã số là 766 phao trần nhá. Mã số là 766 cho em luôn. Đây, món tiếp theo này. Màu hồng tím. Một em màu hồng tím cho em nhé mọi người nhá. Hết đỏ rồi em. Em không biết mọi người để em tìm nhá. Tại vì ở bên ngoài kia màu dậy nữa. Mọi người chưa kéo lại hết rồi. Bởi vì Hà Nhán chặt quá ấy. Tím xem vào cho em xem có không mọi người nhá. 40-50 cân size nhỏ đấy ạ. 40-50 cân. 300.000, mã số là 189 cho em luôn. Mã số là 766 chị Hồng Nguyễn. Đây, size to của nam đây. Ai hỏi size to thì lấy này cho nam đi ạ. Nó ghi là 2XL của nam nhé mọi người nhá. Nó ghi là 2XL của nam, áo phao lông vũ của nam luôn đây này. Đây này, bạn nào hỏi em mà size to đùng của nam thì lấy những em này cho em nhá. XL, 2XL mặc vừa những em này này. Khoảng tầm thân anh nam khoảng tầm độ từ 65 đến 75 cân mặc vừa em này. 65 đến 75 cân của nam cho em nhé mọi người nhá. Em này phao lông vũ này 350.000 của nam, mã số là 396. Nam size to đây, mã số là 396 cho em luôn nhá. Áo nam tiếp này. Hàng Estate thì phải, à Reebok này. Một em hàng hiệu Reebok cho em luôn này, size số 95, M của nam rồi. Một em hàng hiệu Reebok này. Em này cũng là áo phao lông vũ luôn nhá mọi người nhá. Em thấy chị Phạm Thu Hà nha. Em này đấy ạ, thoải mái cho anh nam nào. Thu Hương. Em này phải lò, phải mò luôn ạ. Em này phải lò của nam luôn ạ. 60-65 cân của nam. Bán em này 350, mã số là 181 pho lông vũ của nam nhá. Được rồi, chị ơi. Em tay thì nam có nhiều người nhá, của nam có ít lắm. Của nam rất là ít rồi mọi người này. Em mở màu mò cái này nhá. Đây, tiếp theo này một em áo phao tiếp mọi người nhá. Áo phao xanh cho em luôn này. Một em áo phao xanh này, size số 90, cũng là size nhỏ. Khoảng tầm độ từ 40-50 cân mặc vừa những em này. Khoảng tầm độ từ 40-50 cân mặc vừa em này cho em mọi người này. 300.000 phao trần, mã số là 190. Phao trần, mã số là 190. 18 phao chị, Hà Phạm. 190 cho em luôn này. Đây, tiếp theo với nhau, size 95 tiếp này. Một em size 95, em này là phao lông vũ rồi ạ. À. Em này kiểu phao lông vũ dáng phao bóng này. Size M nhỏ, 48, tầm độ 53 cân. 48-53 cân có kèm cả mũ này, dáng dài đến giữa đùi của em luôn. Bán em này cho chị với giá là 350 thôi. Mã số là 181 pha lông vũ nhé. Mã số là 181. Mã 181 chưa? Mã 181 cho em luôn này. Đây, tiếp theo nhé chị nha. Phao trần cho em. Lên một em phao trần ạ. Em này kiểu phao béo nhé mọi người nhá. Phao trần kiểu phao béo đấy ạ. Size M và L, 53-60 cân. 53-60 cân là cái màu này nó siêu tôn da cho em nhé mọi người nhá. Em này 300.000, mã số là 163. Phao trần quả chám ạ. Mã số là 163 cho em luôn này. Mã 163. Lên một em phao đông vũ có mũ nhé mọi người nhá. Mũ này của nó là mũ liền. Em này hàng của Pháp hay sao mọi người ạ? Nó ghi là size số 1, tương đương với size S của em thôi. 181 chị Hằng Hoa. Size 1 tương đương size S này, 45-50 cân. 45-50 cân phao lông vũ nhá, dáng cổ là cổ khăn nhá mọi người nhá. Dáng kiểu cổ khăn như vậy, mũ đầu nó là kiểu cổ khăn như vậy đấy ạ. 350, mã số là 742. Phao lông vũ nhá, mã số là 742 cho em luôn này. Đây, em này tiếp theo này, phao trần cho em đi. Lên một em phao trần.
50 em tầm độ không em này 45 tầm độ 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân size S. 300.000 mã số là 136. Bao trần cho em nhá. Mã số là 136 cho em luôn nhá. Đây. Lông vũ siêu nhẹ các bác nào cần đây ạ. Ai đang hỏi lông vũ siêu nhẹ thì nhanh tay cho em nhé mọi người nhá. Em này của nam rồi ạ. 368. Áo phao lông vũ siêu nhẹ của nam này, 60 65 cân mặc vừa của nam cho em, lông vũ siêu nhẹ 350. Chốt cho em mã số là 35. 350.000 chốt cho em mã số là 35 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã số 35 cho em luôn này. Em này nhá mọi người nhá. Ui em lông vũ không chị ơi. Em này là lông vũ mọi người này, trần rất là cẩn thận, rất là đẹp cho em luôn. Màu đen nó trần căng ôi là căng cho em mọi người này. Size M lớn 53 60 cân mặc vừa em này, M lớn và L của nữ này. 53 60 cân nhá. Bán em này với giá là 350. Chốt cho em mã số là 731. Con vũ nhanh tay cho em mọi người nhá. Mã số là 731 cho em luôn này. Mã 731. Ai hỏi em đi mũ lông mọi người ạ, nhanh tay cho em này. Nhanh tay nhá, ai cần mũ lông nhanh tay cho em này. Size 55 mũ lông. Mũ lông này, em này nhá, 40 50 cân mặc vừa em này. Chị Phương ơi. 40 50 cân mặc vừa em này cho em luôn các chị này. Bán em này 350 mũ lông, mã số là 130. Mã số là 130 này. Hàng hiệu cho em nhá, Olivia Hustler cho em luôn. Đây. Hàng hiệu này ai hỏi màu trắng nhanh tay cho em đi ạ. Hàng hiệu của Olivia Hustler cho em luôn nhá. Em này đi ạ, thoải mái cho em size 100 là tương đương là size L. Em này chỉ là của nữ thôi nhé mọi người nhá. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân này, dáng trần tráng toàn bộ. Bán em này 300.000, mã số là 300 cho em luôn này. 300.000, chốt cho em mã số là 300 cho em luôn. Em này nhá mọi người nhá. Phao nhưng mà có cả cái ba luôn mọi người nhá. Phao nhưng mà có kèm dây đai eo. Chị Dung lên. Phao nhưng mà có kèm dây đai eo cho em này. Bên trong chấm biển. Ba trăm có bị tha chương. Này chị này. Em này nhá mọi người nhá. Em này nhá, dáng dài hẳn cho em này. Có dây đai kèm eo luôn. Em này size M 50 57 cân đấy ạ. Cổ này. 50 57 cân mặc vừa như em này này. Em này phao của nó là phao lông vũ luôn nhá. 350 mã số là 735. 350 ạ. Chốt cho em mã số là 735 cho em luôn này. Mã 735 350 này. Tiếp theo này, một em size 66 size M cho em. Lên một em size M này, size 66 màu đen cho em nhá. Size 66 màu đen. Em này M ạ, M nhỏ thôi, 48 tầm 53 cân thôi. 48 53 cân này. 300.000 chốt cho em mã số là 740 cho em. 300.000 chốt cho em mã số là 740 cho em luôn này. Phao bóng nhá mọi người nhá. Kiểu phao bóng phao lông vũ cho em này. Phao bóng này phao lông vũ cho em luôn nhá. Đây, phao lông vũ chị này. Em này nhá, phao lông vũ này, size M, 50 tầm độ 55 cân. Bán em này với giá là 350 lông vũ này, mã số là 145 cho em luôn nhá. Mã số là 145 thế này. Em này mới đẹp này. Em này nhá, có mũ lông cho em luôn. Mic mũ lông cho em nhá, size số 95 này. Áo phao lông vũ mic mũ lông cho em. Lên đỏ cho em à. Ok chị đây đó, em đỏ đẹp này. Em này nhá, 40 50 cân mặc vừa em này mic mũ lông. 40 50 cân. Bán em này với giá là 400.000, mã số là 715. 40 50 cân lông vũ mic mũ lông này, mã số là 715 cho em. Đây đỏ đấy mọi người nhá. Em đỏ hình như là của nam thì phải. Thì em đỏ hình như là của nam cho em. Không thấy L đâu à? Tại vì là những cái này nó không có nhiều mọi người, nên là không phải lúc nào cũng sẽ có đầy đủ size L nhá mọi người nhá. Có khi một size L cũng rất là ít thôi. Em này tiếp theo này, em xem nào. Size L đây này. Ai hỏi size L lấy này cho em này. Nhưng mà L này là L của nam mọi người ạ. Em này là dáng áo phao nam nhá mọi người nhá. Size L của nam. Ai lấy cho chồng hay con trai thì lấy này. 60 65 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 60 65 cân này, phao lông vũ cho em luôn nhá. Bán em này 350, mã số là 574 cho em luôn. Mã số là 574. Nhanh tay cũng không có mọi người nhá. Mã số là 574. Này đây tiếp này, phao béo này. Lên em phao béo cho em luôn này. Đây. Lên em phao béo nhá. Phao nam 50 cân em biết chị ơi. Em này nhá, em này size nhỏ 40 48 cân thôi. 40 48 cân phao béo này. Bán em này nhá, 160 này, mã số là 87. 160 chốt cho em mã số 87 phao béo ngắn này. Mã số 87 phao lông vũ đây nhá. Một em lông vũ màu đen. Một em áo phao lông vũ màu đen cho em luôn này. Em này dáng nó hơi kiểu cổ khăn. 40 50 cân mặc vừa em này. 40 50 cân size XS và S thôi nhá. Bán em này bị lỗi em này nào. Em mất
mũ mọi người này. Mất mũ mọi người nhé. Chị Hiền Lương. Mất mũ này, fake này còn 180 thôi. Chốt cho em mã số là 832. 180.000, mã số là 832 cho em luôn này. 832 này, đây tiếp theo này. Em này nhá, dáng cổ rất là xinh luôn, màu tím. 48 tầm độ 53 cân. 48 53 cân mặc vừa em này này, pha lông vũ cho em luôn này. Dáng siêu chảnh nhá. Bán em này 350, mã số là 133 cho em luôn này. Mã số là 133 cho em đây. Ai hỏi Minh Vũ lông đây, hàng New York của người em mọi người nhá, riêng hàng Paris này. New York là trong hàng châu Âu này, các bạn lấy luôn cho em đi. Một em hàng hiệu của Mỹ, nó ghi là size L nhá mọi người nhá. Em này nó ghi là size L đấy ạ. 55-60 cân, em này nắm chảnh chưa? 55-60 cân nhá. 55-60 cân cho em luôn này, đỉnh của mình luôn ý. Lông vũ 55-60 cân này, 350 em là số là 103, dáng quá đỉnh luôn. Cái phao nó nhìn thấy mê luôn mọi người. Mã số là 103. Ai được chung một cái chị luôn. Đây tiếp theo này. Em này nhá, designer Korea, cứ hàng Hàn các bác lấy nhá. Cứ hàng Hàn thì mình lấy cho em. Em này đấy ạ, M 50 tầm độ 55 cân này, mix màu. Bán em này các chị với giá là 300.000, mã số là 101 cho em, dáng lửng nhá. Mã số là 101 luôn đẹp chưa? Em này siêu đẹp các bác luôn nhá. Size 105 này, size to rồi. Mũ tháo rời được cho em nhá mọi người nhá. Em này mũ tháo rời được. Mũ tháo rời được cho em luôn này. Em này ạ, khoảng tầm độ size L của nữ thôi. 55-60 cân của nữ, dáng dài cho em luôn này. 300.000 chốt cho em, mã số là 52. Mã số là 52 em nhắn mọi người nha. Ui, hàng hiệu của Nike các bác này. Hàng hiệu của Nike size M nhá. Hàng hiệu của Nike cho em luôn này. Hàng hiệu của Nike, em này còn có cả mũ lông nữa cơ. Xịn chưa? Cho nó em cho con nhỉ. Lớn của chép con thấy nó hơi nhỏ nhỏ này. Nhưng mà mới lắm mọi người, em này mới cứng luôn ý. Nắm hai chị Nguyễn Hà. À không biết em này mọi người tưởng vui hàng mới luôn mọi người ạ. Thật đấy, nhìn như mới luôn. Em này nhá mọi người nhá. Em này mờ của trẻ con rồi, em mặc tay ngắn ấy chị này. Mờ của các bé nhá. Chứ em bé nào khoảng tầm độ ấy ạ. Khoảng tầm độ từ 40, em này từ 38, 42 cân là vừa nhá. 38, 42 cân là ok cho em luôn này. 220.000 chốt cho em, mã số là 88. Các con nhá, 38, 42 cân. Mã số là 88 nhá, chỉ 220.000 thôi. Mã số 88, hàng hiệu của Nike xịn luôn đấy mọi người. Đây tiếp này, hàng si nha mọi người, tất cả những em là hàng si hết nha mọi người nhá. Không em là hàng mới hết đâu mọi người ạ, tất cả đều là hàng si. Em này tiếp theo các chị này, em này nhá, thoải mái cho em size L, 55-60 cân phao trần. 55-60 cân, 300.000 mã số là 176 cho em. 88 chị Nhi Nhi. 300.000 mã số là 176 này, ôi đây. Lắc vàng cho em các chị nhá. Một em lắc vàng này, size số 77 cho em. Lên một em lắc vàng này, dáng dài cho em, size số 77 cho em ạ. Áo phao lông vũ cho em nhá. Em này đây ạ, thoải mái size L, 55-60 cân. 55-60 cân có cả lắc vàng, không biết là hàng mới, hàng tiền chục triệu luôn đấy mọi người nhá. Bán em này 350. 350, mã số là 168 cho em mọi người nhá. Mã 168 cho em. Em cao 1m63 là 48 cân nhá mọi người nhá. Ai cầm cân nặng em thì có thể án chừng theo cái người của em được nhá mọi người ơi. Tiếp theo này, size số 95, phao kiểu phao lông vũ siêu nhẹ này, em này thì quá đỉnh rồi đúng không? Không phải suy nghĩ nhiều. Size số 95 tương đương size M, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 50 55 cân này, 350 mã số là 371 cho em luôn. Mã số là 371 cho em luôn nhá. Mã 3714 này các chị này. Một em size 14 cho em này, có mic mũ lông. Mic mũ lông cho em nhá. Em này ạ, 45 đến 50 cân thôi. 45-50 cân mà vừa em này thích mũ lông này. 45-50 cân cho em. Bán em này với giá 150.000, mã số là 712. Mã số là 712 cho em luôn. Ôi là toàn phao siêu nhẹ đây mọi người ơi. Toàn lông vũ siêu nhẹ đây thôi các chị này. Một loạt lông vũ siêu nhẹ các chị luôn này. Xịn chưa? Một loạt lông vũ siêu nhẹ cho em nhé mọi người nhá. Cái này xem nào. Size M nha mọi người này. Size M 50 tầm độ 55 cân. 50-55 cân lông vũ siêu nhẹ. 350 mã số là 114. 350 mã số là 114 cho em này. Lại lông vũ siêu nhẹ tiếp cho em luôn này. Em này xem nào. Một em lông vũ siêu nhẹ tiếp theo nhá. Rồi lông vũ siêu nhẹ này. Nó ghi là XXL nhé. Nó ghi là 2XL cho em luôn. Đây này, cho chị nữ nào em cũng đến nó khoảng tầm độ size M và L thôi. 50-60 cân mặc vừa những em này. 50-60 cân của nữ cho em này. Lông vũ siêu nhẹ dáng đến giữa đùi của em luôn nhá. 350 lông vũ siêu nhẹ, mã số là 172. Cái màu rất là dễ mặc và dáng rất là đẹp luôn. Mã số là 172. Trời ơi, liên tiếp 3 em lông vũ siêu nhẹ các bác này.
liên tiếp 3 em lông vũ siêu nhẹ nhá. Tiếp theo em này cũng thế này, em này cũng size to rồi. Tầm độ L, XL 55-63 cân bằng vừa em này, cho em này màu tím. 55-63 cân lông vũ siêu nhẹ màu tím nhá. 350, mã số là 171 cho em. Mã số là 171 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã 171 này. 172 chị Thu Hương. Lông vũ siêu nhẹ màu đen đây, size XL cho em. Một em lông vũ siêu nhẹ màu đen size XL. Em này cũng là của nữ bởi vì cái dáng nó khá là dài nhá. Em này theo em chỉ là M phải là XL đâu, chỉ là size M thôi. 50 em tầm độ 55 cân này. 50-55 cân, 350 chốt cho em. Mã số là 300. Lông vũ siêu nhẹ này, chốt cho em. Mã số 300 cho em này. Cái nhà màu xanh đi. Một em màu xanh này, em này cũng là pha thôi là. Cũng là pha lông vũ luôn mọi người ơi. Hàng mọi người nhá. Made in Korea cho em đúng không chị này? Một em hàng cho em luôn. Em này 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân này. 40-50 cân, 300.000. Mã số là 121 cho em. Mã số là 121 cho em nhá mọi người nhá. Mã 121 này. Tiếp theo này. Một em tiếp theo này, lông vũ siêu nhẹ tiếp cho em màu đen bóng nhá. Lông vũ siêu nhẹ màu đen bóng cho em luôn các chị này. Em này là của nam đấy bác ơi. Ai lấy chồng cho chồng hay là con trai mình lấy em này cho em đi ạ. Một em phao lông vũ siêu nhẹ của nam size to, size L của nam nhá. 60-65 cân của nam này. 350, mã số là 736 cho em. Mã số là 736 cho em luôn nhá. Mã số là 736 cho em luôn này. Đây, em này mới xinh này. Cái lông này màu hồng nó xinh này chị này. Lông vũ siêu nhẹ màu hồng này siêu yêu nhé mọi người nhá. Đây, những em này thật sự là hiếm có khó tìm đấy. Các chị muốn tìm cũng không tìm đâu, bởi những cái màu này nó rất là hiếm mọi người. Nó không có để mình mua ấy. Nó mình không có để mình cũng không có để mua nhé mọi người nhá. Nhưng tay cho em nhé mọi người nhá, bởi vì còn đây là còn từng này 3 dãy hết, mọi người nhá, còn nhiều đâu. Chỉ còn 3 dãy nữa hết rồi nhá mọi người nhá. Có nhiều đâu nhá. Đây này, lông vũ siêu nhẹ màu hồng cho em này. Lông vũ siêu nhẹ màu hồng cho em này. Em này size M. 50 tầm độ 55 cân của nữ này, cái màu nó đẹp vô cùng, bên ngoài nhìn đẹp lắm mọi người ạ. À. Em này 350, mã số là 898 cho em. 350. Mã số là 898 cho em luôn này. Mã 898 cho em này. Ui đây, đẹp chưa? Chấn rất là cẩn thận nhá. Size 55, size nhỏ rồi. Size 55 tương đương size XS và S, 40-50 cân màu đỏ mận này. Đây là những cái màu này thì siêu tôn da cho em nhá. 50-60 cân mặc vừa những em này, à nhầm, 40-50 cân mặc vừa những em này cho em này, size nhỏ. 98 chị máy xúc sam. 300.000, mã số là 176 cho em. 300.000, mã 176 cho em. Mã 176 cho em này. Đây, cổ phối lông nhá. Cổ phối lông cho em này. Đây, một em cổ phối lông này, nó ghi đây là size 100. Theo em 100 này là 100 của nữ, bởi vì 100 của nam thì hơi nhỏ ấy. 100 của nữ này, tương đương với những chị nào từ 55-60 cân của nữ cho em mọi người này. Phao lông vũ luôn nhá. Bán em này 200.000, mã số là 954 cho em. Mã số là 954 cho em luôn này. Phao trần cho em đi ạ. Lên một em phao trần cho em này. Lên một em phao trần cho em nhá. 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa em này. 300.000, mã số là 442. 300.000, mã số là 442 cho em luôn này. Phao lông vũ tiếp nhau anh, em lông vũ đẹp thế nhở. Em lông vũ đỉnh của đỉnh các bác ơi. Lông vũ màu đen nhé, bên trong phối này, em ơi này. Xịn chưa, nhìn quả tem mát của nó này. Xịn dã man luôn mọi người ơi. Em này size số 95 luôn chị này. Lên một em size số 95 nhá. Em này khoảng tầm độ size S, 45-50 cân mặc vừa em này. Dáng dài chù mông, 45-50 cân nhá. 300.000 thôi, mã số là 825 cho em luôn này. Mã số là 825, dáng Paka đấy các bác nhá. Ai hỏi em dáng Paka lấy em này cho em đi ạ. Paka cực kỳ hiếm, không có nhiều nên mắc nào nhanh thì còn, chậm là hết nhá. 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân này, mic mũ lông toàn bộ này. Họa tiết em này là kiểu là dáng lẹ, phao lông vũ nhá mọi người nhá. Mic toàn bộ họa tiết kẻ cho em. 40-50 cân này, bán em này với giá là 400.000. Pha bắc ca là 450 nhá, 400.000, mã số là 307 cho em luôn này. Mã số là 307 cho em luôn. 307 này. Phao lông vũ tiếp cho em luôn nhá mọi nhá, trần phao lông vũ đấy ạ. Phao lông vũ trần cho em luôn này. Size 90, 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân phao lông vũ này. Bán em này với giá là 300.000, mã số là 749 cho em luôn nhá, 162 cho em. Mã số là 749 cho em có gì không? Không thấy. Không thấy ạ. 162 cho tôi chị Đặng An Nhiên này. Không thấy ở đây này. Đây tiếp chị này, em này dáng dài cho em nhá. Áo phao lông vũ dáng dài này.
áo phao lông vũ dáng dài cho em luôn nhá, size số 90. Em này là 90 của nam rồi các chị ơi. 90 này 90 kiểu của nam rồi. Em này ạ, dáng dài của nữ rồi. 90 của nữ này, khoảng tầm độ dưới 50 cân mặc vừa em này. Cứ dưới 50 cân mặc vừa em này cho em nhá. Áo phao lông vũ kiểu lông vũ siêu nhẹ ạ, dưới 50 cân mặc vừa em này cho em, dáng dài này. Em này có kèm cả mũ luôn. 350.000 thôi, chốt cho em mã số 5 nhá. 350.000 này. Chốt cho em mã số 5 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã số 5 này. Mic mũ lông này, nhanh tay còn 3 lẽ hết mọi người nhá. Mic mũ lông size M. Áo phao này, em này nhá. Phao béo nhá mọi người nhá. Em này nó là áo phao béo cho em này, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này. Phao lông vũ luôn cho em nhá. 50 55 cân có mic mũ lông này. 350 chốt cho em mã số là 49 cho em. 350 này, chốt cho em mã số là mã số 49 cho em luôn này. XS nhá mọi người nhá. XS này, bên trong này. Bên trong lót toàn bộ cho em luôn. Bên trong lót toàn bộ cho em luôn này. Số 5 cho chị Nguyễn Đoàn. Đây em này ạ. À. Em này ạ, à, mic mũ lông cho em. Mic mũ lông này, khoảng tầm độ từ 40 50 cân cho em. 300.000 mã số là 863. Mã số là 863 cho em này. Mã 863 cho em nhá. Đây, tiếp theo này size 95. Bên trong chị này, bên trong họa tiết nó lót kiểu bọc in. In chìm chữ vào trong cái phần áo luôn nhá mọi người nhá. Nó ghi là size số 95 cho em luôn này. Áo phao các chị nhá, áo phao này. Áo phao trần. Áo phao trần các chị này. Em này nhá. Em này khoảng tầm độ L cho em. 55 đến 60 cân mọi người. Em này 55 đến 63 cân cho em luôn nhá mọi người nhá. Bán em này 300.000 mã số là 733. Mã số là 733 cho em luôn này. Mã 733 cho em. 733 của nam nhá mọi người nhá. 733 của nam nhá. Tiếp này, size 100 cho em. Size 100 áo phao lông vũ của nữ. Size 100 này, áo phao lông vũ của nữ cho em. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. Hai bên tay của nó phối như kiểu phối da với cả phối len nhá, chứ không phải là áo phao đâu ạ. Hai bên tay phối len này, là kiểu len lông cừu này. Đằng trước của nó toàn bộ là áo phao lông vũ. Size L của nữ 55 đến 60 cân. 300.000 mã số là 308 cho em luôn này. 300.000 chốt cho em mã 308 cho em. Lên màu vàng đi. Cái màu sắc các chị lấy cho em đi chị ơi, dáng áo phao béo này. Lên mà em áo phao béo màu vàng ạ. À. Bên ngoài của nó là màu vàng nghệ nhé mọi người nhá. Áo phao vàng em này ML 50 60 cân. Bán em này 300.000 mã số là 395 cho em. Rồi, đây chị ơi, áo ở đây này. Không, em chéo hết ở dưới đất cho em. Đây em này chị này, em XS và S nhé mọi người nhé. Em này là không châu Âu mọi người. Nó nghĩ XS nhưng mà sẽ bằng S của mình bởi vì nó là hàng châu Âu nhé mọi người nhé. 40, 50 cân mặc vừa những em này, ấm lá man này, mít mũ lông luôn. 40 đến 50 cân mặc vừa những em này, màu xanh bộ độ cho em luôn này. 300.000 mã số là 863 cho em nhé. Mã số là 863 cho em luôn. Đây, ai hỏi đỏ đây. Ai hỏi áo phao đỏ nhanh tay cho em mọi người này. Ai hỏi áo phao đỏ nhé, em này chỉ phao trần thôi. 40, 45 cân. 40, 45, 18 cân mặc vừa em này. Cứ 18 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này 200.000 mã số là 981. 200.000 mã số là 981 cho em luôn. Vâng không chị Khánh Linh. Mã 981 này. Tiếp này, size số 66 ạ. Mở hộ nhé. Tiếp này màu đen. Em này màu đen trước nhé, tí sẽ lên kia sau. Nhưng nó bị kẹt khóa ấy. Đây tiếp chị này, bên trong này, lót cho em. Bên trong lót cho em này, áo phao béo 45 đến 50 cân ạ. 45 đến 50 cân mít viền này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Bán em này 200.000 mã số là 503 cho em luôn nhá. Mã số là 503. Áo phao béo dáng bomber ạ. Lên một em áo phao béo dáng bomber nhá mọi người. Riêng bomber nó là cái dáng mà ai mặc cũng đẹp, bất kể là nam hay nữ, lớn bé mặc được hết cho em luôn. Phao trần này. M 50 55 cân. Dưới đó là vừa em này, 200.000, mã số là 714 cho em, phao đen nhá. Mã số là 714 này. Tiếp này, dáng bomber của nữ. Lên một em không ai rồi. Một em tiếp này, dáng áo phao béo bomber của màu trắng các mọi người nhá. Em này cũng thoải mái, SM, 45 tầm độ 55, ok chị, 45, 55 cân này. 200.000 luôn, mã số là 952. Mã số là 952 màu cam nó này. 714 cho chị Minh Anh. Size số 115 ở 105 nhá, size to nhá. 105 là size to nhá mọi người, phải cầm một size XL đó mọi người. 105 tương đương XL cho em là XL của nữ rồi. XL này, XL của nữ cho em nhá. Áo phao lông vũ siêu nhẹ XL của nữ này, 60 65 cân mặc vừa của nữ. Bán em này 200.000 mã số là 866. Quỳnh Lê thị. Mã 8 rồi này, ai thích những cái màu đâu. Thấy nhiều chị thích kiểu dáng thể thao khỏe khỏe hay thích kiểu màu vận mọi người này. Size 100 phao lông vũ cho em. Phao lông vũ size 100 tương đương với size L nhé mọi người nhá. 55 đến 60 cân mặc vừa em này.
55 đến 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này 300 nghìn chốt cho em. Mã số là mã số 33. 300 nghìn chốt cho em mã số 33. Mã 33 cho em luôn này. 33 này. Có kèm mũ, à em này nhá các chị nhá, cổ này, mít cổ này. Em này dáng hàn mọi người, 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa em này. Áo phao lông vũ siêu nhẹ này. Bán em này với giá là 300 nghìn chốt cho em mã 741. Mã số là 741 cho em luôn nhá. Đây, phao nhung này ạ. Phao nhung này cực kỳ hiếm có, khó tìm cả. Kiện này đúng một em rồi nhá mọi người nhá. Một em phao nhung này, size nó ghi là 4XL nhưng mình không đến đâu. Em này nó ghi là 4XL nhưng em chỉ là khoảng độ L thôi nhá. 55-60 cân thôi. 55-60 cân phao nhung này. Bán em này với giá là 150 nghìn. Mã số là 303. Phao nhung nhá. Mã số là 303 cho em này. Hàng của Nam rồi ạ. Em này là hàng neo hàng leo núi của Nam, size 100 của Nam ạ. Hàng leo núi, chị bung bung. Hàng leo núi size 100 của Nam, nghĩa là tương đương với những anh Nam nào size L từ 60-65 cân của Nam. 60-65 cân của Nam cho em luôn này. 300 nghìn, mã số là 177 cho em. 33 cho chị Thủy ạ. Mã 177 của Nam này đẹp chưa, size 90. Một em màu trắng này, màu trắng tinh này, thật sự có nhìn mới rất nan luôn. Size 90 này, em này tầm độ size M và L nhá. 50-60 cân dáng phao béo ấy ạ. 50-60 cân dáng phao béo. Bán em này 300 nghìn, chốt cho em mã số là 156. Được xem hàng các mọi người ơi. Mã số là 156 cho em. Ui nào. Cái màu này phê chưa? Cái màu của nó là màu kiểu chuyển màu ombre nhá mọi người nhá. Lên một em kiểu chuyển màu ombre size 100 này ạ. Lên một em kiểu chuyển màu ombre size 100 này. Áo phao lông vũ siêu nhẹ cho em. Áo phao lông vũ cho em mọi người nhá. Lông vũ kiểu lông vũ béo này. Size 100 tương đương với những chị nào hoặc là những anh nào khoảng tầm độ từ 60-60 không, từ 55-63 cân một vừa em này. 55-63 cân này, mix màu siêu xinh nhá. 350 lông vũ, mã số là 135 cho em. Mã số là 135 này. Tiếp này, size L cho em. 45 cân cao 256 chị. 45-56 á. Chị lấy khoảng tầm độ size S hoặc là M nhỏ là vừa nhá chị nhá. Cho mình mặc size gì mình mặc size đó là vừa. Chứ còn nếu mà để nói mà để mà vừa in theo kiểu chiều ăn mặc của mình không có, hiếm lắm mọi người ạ. Em này nó ghi là size L nhưng theo em chỉ là S thôi. 45-50 cân lông vũ nhá. 45-50 cân bên ngoài là màu kiểu mận tím này. Bán em này 350, mã số là 567. 350, mã số là 567. Nguyên chị này mới nó luôn. Số này địa chỉ ạ? 567 cho em này, lại lúc cũ siêu nhẹ tiếp, em sẽ có những cái đỉnh này. Bình thường á, kiếm một cái cả kiện chẳng có mà mắt chẳng có ấy. Em này mạnh rất là nhiều, chị nhanh tay cho em nhá. Không có nhiều đâu. Size M 50-57 cân này, chọn lọc ra thôi. 50-57 cân này, lông vũ siêu nhẹ đấy nhá. 350, mã số là 338 cho em. Mã số là 338 này. Hàng hiệu không phải suy nghĩ nhiều nhá mọi người nhá. Cái em này nó là thương hiệu quốc tế rồi. Uniqlo size L này, em này thương hiệu quốc tế rồi. Không phải tự nhiên mà nó tồn tại rất nhiều năm thế nhá mọi người nhá. Em này ạ, Uniqlo size L cho em này, 55-60 cân, lông vũ cho em. 55-60 cân vừa nhẹ vừa đẹp cho em này. Mà có 350 nghìn, mã số là 132 cho em. Mã số là 132, 350 nhá. Hàng hiệu của List này. Em này cũng là hàng Hàn rồi nhá. Những em mặc kiểu List này, Soup này, hay là những em mà hàng hiệu của Hàn chị nào hay dùng sẽ biết. Người những em mà chuyên hàng phao, em List này nó chuyên hàng phao, cả sơ mi. Hàng Soup cũng thế, nhưng chỉ chuyên hàng mùa đông chứ không hàng mùa hè mấy. Em này này, hàng của List rồi chứ anh. Size M, 50-55 cân phao lông vũ đấy ạ. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 350, mã số là 331 phao Hàn nhá, hàng List. Mã số là 331 cho em luôn này. Plastic Island. Plastic Island cho em size S mọi người nhá. Em này hàng xuất của người, em này chuyên xuất thôi chứ nó không dùng ở trong nội địa hàng, nó chuyên xuất khẩu thôi. 40-50 cân mặc vừa em này. XS và S, 40-50 cân nhá. Áo phao lông vũ này, dáng dài đến giữa đùi của em luôn. Bán em này 350 nghìn, chốt cho em mã số là 865 cho em luôn. Phao lông vũ nhá, chốt cho em mã số là 865 cho em luôn này. Đây. Áo mít mũ lông cho em này. Áo phao lông vũ mít mũ lông cho em luôn nhá. Đây, phao lông vũ lông này size số 95 cho em. Lên một em size số 95 cho em mọi người này. Áo phao mít mũ lông cho em mọi người nhá. Size 95 tương đương size M, 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. Chiếc eo nhẹ nhàng này. 48-53 cân mít mũ lông. 300 nghìn, mã số là 332 cho em luôn nhá. 331 cho chị Hoàng Luận. Hàng của Hit này. Hàng của Hit size 100, size của Nam rồi ạ. Hàng của Hit của Nam nhá mọi người nhá. Áo phao lông vũ của Nam tương đương như anh nào size L từ 60-65 của Nam. Ấy chồng nhanh tay thì không có nhiều phao Nam đâu nhá. 350, mã số là 876, hàng Hit này, phao Nam. Mã số là 876, phao Nam không có nhiều nha các bác nhá. Muốn tìm không có luôn á.
size số 90 này. Em này là Fall Midland rồi. Khoảng tầm độ từ 40-48 cân thôi. 40-48 cân mặc vừa em này. 200 nghìn mã số là 721. 200 nghìn mã số là 721 cho em này. Đây tiếp nha. 876 cho chị Nam Khánh Lê. Pha lông vũ mọi người ạ. Mọi em áo pha lông vũ ấy, mọi người nhá, trần rất là cẩn thận luôn. Pha lông vũ này trần siêu cẩn thận, 40-45 tầm độ 50 cân. 45-50 cân này, pha lông vũ trần cực kỳ cẩn thận cho em. 350 chốt cho em mã số là 898. Đấy. Và tiếp theo em này tiếp này, mà em trần nhá mọi người nhá. Nên em phao trần này. Size 100 cho em, 100 của nữ rồi. 100 của nữ tương chị nào khoảng độ từ em này. Em không đến size L, tôi chỉ size M của nữ thôi ạ. 50 tầm độ 55 cân của nữ thôi. 32 chị 22. Em này thì khoảng tầm độ từ 50 tầm độ 55 cân của nữ thôi ạ. Bán em này 250, mã số là 810 phao trần nhá. Mã số là 810 này. Mã số là 810 cho em luôn nhá. Rồi, tiếp này. Được mã nào sao em bóc cái đó chị ơi. Em hàng mau vô của hàng, nói chung là hàng hàng rồi. 876 của chị Giang Khánh Lê rồi. Tìm xem, thường thường nhá, là bọn hàng rồi. Người ta hay thích cái kiểu cổ nha mọi người. Thích cái kiểu cổ nha. Đó, hay thích cái kiểu cổ khăn nha này mọi người. Thấy hàng nào thấy thích kiểu này luôn. Em này nhá, SM 45 tầm 53 cân của em này. 45 tầm độ 52, 53 cân. 45 tầm độ 52, 53 cân mặc vừa em này. Án em này nhá, pha lông vũ luôn các chị này, có 200 nghìn thôi. Chốt cho em mã số là 111, đẹp chưa? 200 nghìn mã số là 111. Nhanh tay nhá mọi người nhá, không còn nhiều đâu nhá. Nhẹ tênh, mặc chứ không mặc này mới sướng nhá. Mặc dù nó nhẹ, đẹp nhưng rất là ấm nhá mọi người nhá. Hàng Real Down các chị này. Hàng Real Down cho em này. Em này size số 95, tương đương với size M. 48 tầm độ 55 cân mặc vừa em này, dáng dài. 48 55 cân có kèm cả mũ này. Áo phao lông vũ nhá. 350 mã số là 714, màu mic đẹp chưa? Màu mic kiểu màu mic rang ấy. Mã số là 714 cho em luôn này. Mã 714 size 100 đi ạ. 100 em nghĩ là của nam đúng rồi nhá. Đúng rồi, 100 là của nam rồi. Một em size 100 của nam này. Nhưng anh nam nào khoảng tầm độ từ 60-65 cân của nam thì lấy em này. 60-65 cân của nam thì lấy em này cho em nhá. Phao lông vũ của nam này bán với giá là 200 nghìn, mã số là 358 cho em, đẹp chưa? Có 200 nghìn rồi thì không mua, mã số là chồng của mình đi. Mã số là 358 cho em mọi người nhá. Phao trần này, lên một em phao trần cho em ạ. Lên một em phao trần, size M và L, 53-60 cân. 53-60 cân này, 300 nghìn, mã số là 80 cho em. 300 nghìn, chốt cho em, mã số là mã số 80 nhé, của 100 này. Hàng Unibay này, em này có ấm lông. Áo phao lông vũ này, mic mũ lông cho em luôn nhá. Size 100 tương đương size L, 55-60 cân mặc vừa của nữ. Còn 350 nghìn thôi, mã số là 768 cho em. Mã số là 768 nhá, này, dáng phao hàm tiếp này, size S. Lên một em dáng phao hàm size S cho em luôn nhá mọi người nhá. Em này em nghĩ không đến khoản size S đâu. Lông vũ này em này tầm độ size M và L mọi người. Áo phao lông vũ này, 50-60 cân cho em luôn nhá. Kiểu free size á, lông vũ cũng 200 nghìn thôi. Chốt cho em mã số là 868. Mã 868 cho em luôn mọi người nhá. Thực ra là bên em rất là nhiều hàng người. Một số like vài trăm con mà không tua nhanh như thế thì không thể bán kịp được nhá mọi người nhá. Khách em vẫn đang rất là bình thường luôn. 768 chị Đặng Thị Hạnh. Em này ạ, 40-50 cân. 40-50 cân các chị này, 40-50 cân. Em này thì nó là pha lông vũ luôn nhá mọi người nhá. Dáng nó là dáng kiểu ôm body này. 40-50 cân, 300 nghìn một em này thôi. Chốt cho em mã số là 180 dáng dài. Mã số là 180 cho em luôn này. Em này phao trần này. Phao trần này bán người với giá là 150 nghìn thôi mọi người này. 40-50 cân mặc vừa, em này size nhỏ. 40-50 cân này, em này trần toàn bộ nhá, mic màu cho em luôn. 150 mã số là 867 cho em. 150 chốt cho em mã số là 867 cho em luôn. Ủa ơi. Đây, hàng hiệu của Pháp em bảo rồi nhá. Nhưng em nào của Pháp chị lấy luôn, không suy nghĩ nhiều. Cứ Pháp rồi Mỹ cứ lấy luôn cho em đi. Một em hàng hiệu của Pháp cho em, em này không suy nghĩ về gì về nó quá nhiều nhá. Phao lông vũ của Pháp, em này size M 48 tầm độ 55 cân. 48 đến 55 cân này. Em này nhá. Hàng chị Yên luôn. 250 hàng Pháp, 250 luôn này. 250 hàng của Pháp, mã số là 972, đẹp chưa? Ua đẹp, ua rẻ đúng không bác ơi? Xịn nhá, mã 972 đúng không? Mã 972 cho em size M này. Lên em size M phối cổ lông. Cái cổ lông này mới tháo rời được mọi người nhá. Có siêu nữ nhẹ ít lỏ chứ em sợ nó không còn. Có thì có nhưng sợ là rời không có mọi người.
để em xem còn cái bảo mọi người nhá. Cái size to này nó cũng hiếm nữa. Em này này. 72 chị Minh Diệp Trần. Cái lông này mọi người phải tháo rời được nhá. Lông này tháo rời được cho em 45 đến 50 cân thôi ạ. À, phao lông vũ này 45 đến tầm độ 50 52 cân. Bán em này 250 mã số là 362 cho em. 250 chốt cho em mã số là 362 cho em luôn nhá. Mã 362 này. Đây tiếp theo chị này. Em này tiếp này phao trần ạ. À. Em này nó là phao trần nhá mọi người nhá. Em nào không phải lông em sẽ bảo mọi người luôn. Em này là dáng phao trần cho em mọi người này. Em này thì theo em nó là hàng của nam rồi, form của nó khá là to. Nhưng anh nam là khoảng độ từ 60-65 cân thì lấy em này. 60-65 cân của nam hoặc chiều nữ thì em rộng lấy này ok luôn này. Em này nhá, 300.000 chốt cho em mã số là 759. Mấy hôm nữa cho lên Bắc Ca chị ơi. Chứ ngày kia sẽ có nhiều Bắc Ca nhá mọi người nhá. Ngày kia là sẽ có nhiều Bắc Ca, chị nào cần Bắc Ca hẹn ngày kia nhá, tối ngày kia nhá mọi người ơi. Đây tiếp theo chị này. Đây tiếp này. Đây em này ui đẹp chưa? Có chị Hà My ạ. Em này nhá, áo phao lông vũ kiểu siêu nhẹ cho em mọi người này. Các chị nào chốt hàng rồi các chị cứ yên tâm là sẽ người chuyển lại cho mọi người từng sản phẩm một nhé mọi người nhá. Áo phao lông vũ các chị này. Em này lắp kiểu siêu nhẹ. Em này ạ, size M 50-55 cân này dáng dài cho em này, form lên dáng cực kỳ đẹp nha mọi người. 350 mã số là 119, lông vũ siêu nhẹ nhá. Mã số là 119 cho em luôn này. Mã 119 tiếp cho em này. Chị Đô thì đang chuyển khoản cho tiếp ạ. Bên trong trần trám này, made in Korea mọi người nhá, nghĩa là hàng xịn đấy ạ. Riêng về nói về hàng phao hay là những hàng chất, hàng quần áo, mỹ phẩm mọi người, hàng nó là đỉnh rồi đúng không? Em này ạ, 40-50 cân. 40-50 cân. 40-50 cân mặc của em này. 40-50 cân cho em luôn các chị này. Em này nhá, bán luôn với giá là 250.000, mã số là 827. 250.000, mã số là 857. 827 cho em nhá. Đây chị này, máu đây này, em này đẹp lắm này, đây này, em này size 77 cho em luôn này. Em này cũng là lông vũ kiểu siêu nhẹ nhá. Nó là lông vũ siêu nhẹ đấy nhưng mọi người ơi, nhưng nó là size 77 tức là size to mọi người nhá, size L cho em. 55-60 cân mặc vừa em này. Lông vũ siêu nhẹ 55-60 cân nhá. Bán em này. Em đã mất mũ rồi chị này. Mất mũ này, em bán này fix cho mọi người luôn em này với giá là 180.000 mất mũ này. Mã số là 532. Mã số là 532 mất mũ nha. Mã 532 180.000 thôi. Lông vũ siêu nhẹ đây ạ. Mã 532 180.000. Và những em vào đấy và vào tặng mọi người chỉ có phao lông vũ siêu nhẹ nào 180.000 đúng không? Tiếp theo chị này. Em này tiếp này dáng phao béo á. Em này là áo phao béo cho em mọi người nhá. Em này S, M, L đều vừa, nó gần như là dáng oversize. Nó gần như là dáng oversize cho em nhá. 200.000 mã số là 974 cho em. 200.000 thôi. Chốt cho em mã số là 974 này. Hàng của Mỹ này. New York cho em này. Hàng của Mỹ nha, New York cho em mọi người nhá. Áo phao lông vũ của Mỹ. Áo phao lông vũ của Mỹ hay của Pháp không phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Em này M 50 tổng độ 55 cân mặc vừa em này. 50-55 cân này em này có kèm mũ cho em nhé mọi người nhá. Bán em này chỉ với giá là 350 thôi. Chốt cho em mã số là 880. Mã số là 880 cho em. Mình nhanh tay còn nhiều rồi nhá, nhanh tay nhanh thôi. Còn không dãy ra hết thôi mọi người này. Size số 90. Họa tiết này siêu sang luôn. Họa tiết này siêu sang này. 40-50 cân mặc vừa em này, ôm body. 40-50 cân nhá. Áo phao lông vũ cho em luôn này. Bán với giá là 250. Chốt cho em mã số là 916 cho em. Mã số là 916 này. Mã 916 cho em. Hàng hiệu của Licat này. Em này nó ghi là size 160 nhá mọi người nhá. Nhưng mà theo em thì là người lớn tầm như là em mặc được. Bởi vì nó em này nó form của nó khá là to. Này hơi ít chị ơi. Bởi cái form của nó khá là to mọi người. Đây này. Size 160 hàng hiệu của Licat luôn nhá mọi người nhá. Em này có kèm cả mũ đây ạ. Em này có kèm cả mũ này. Em này thì theo em là SM của các chị nữ mặc ok được. Cứ dưới 55 cân mặc vừa em này ok được. Mà kể cả chị nào con trai ấy mọi người, khoảng tầm tầm đấy cũng rất là ok nhá mọi người nhá. Bán em này các chị với giá là 200.000 này. Chốt cho em mã số 13 này. Mã số 13 nhá, phao của trẻ con mừng. Em đấy là mặc được luôn. Đây, hàng hiệu của Kit này, Pila. Hàng hiệu của Kit bán em hàng hiệu xịn là Pila cho em này. Nó ghi là size 145 cho em mọi người nhá. Em này size ngắn rồi. Đây, à đấy là con đi này. Villa các bé nhé mọi người nhá, hàng hiệu Villa, các chị biết hàng hiệu của nó đắt tiền nhà rồi đúng không? Em này size 145 này, cho bé nào khoảng tầm độ từ 25-20, khoảng tầm độ 25-30 cân, 25-30 cân của các con nhá. Bán em này các chị này, bán này là cho các con với giá là 200.000 thôi các bé này. Chốt cho em mã số là mã số 10. 200.000. Chốt cho em mã số 10 cho em luôn này, mã số 10 cho em, màu vàng nghệ đi. Lên một em màu vàng nghệ là hàng Pony đúng không? Đúng rồi, hàng Pony là size 66 cho em.
Một em hàng pony size 66 này. Em này đấy ạ, thoải mái cho anh chị nào khoảng tầm độ từ 50 đến tầm độ 55 cân. 50-55 cân này, 200 nghìn. Phao lông vũ nhá, 200 nghìn. Chốt đúng cho rồi, em mã 921. Đúng rồi, chị Hàng Nguyễn 100 này tương đương với size L ạ. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân này, bán em này 300 nghìn. Chốt cho em mã số là 428 cho em luôn này. Mã số là 428 cho em luôn nhá. 428 màu tím đi. Em này size S rồi ạ. Em này size S, 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Phao của nó các chị nhá. Em này này, phao này của nó, phao lông vũ này. 45 đến 50 cân, áo hồng của bé. Mọi người, bé chốt rồi sao đấy? Hồng bé chốt rồi. 45 đến 50 cân này, bán em này 250, mã số là 352 cho em. Mã số là 352 cho em nhé mọi người nhá. Mã 352 này, đây là em ảnh chị này. Hàng của Olivia. Hàng hiệu của Olivia cho em nhé mọi người nhá. Lên một em hàng hiệu của Olivia này, chất dày dặn dã man luôn này. Em này có kèm mũ, mũ tháo rời được ạ. 40 50 cân mặc vừa em này, phao lông vũ này. 40 50 cân phao lông vũ, 200 nghìn mấy phao lông vũ trời. Khác gì bằng tặng mọi người đâu. Mã số là 709. 200 nghìn có kèm mũ nha, mã số là 709. Bình thường mất mũ là 200 nghìn thôi, bán mất có mũ mà 200 nghìn mọi người luôn. Đây này, 160 góc con tiếp này, em này cũng xinh này. Size 160 góc bé nhá. Chứ bé nào khoảng tầm độ từ 31 đến 35 cân. 31-35 cân con này, bán em này với giá 120 cân con này. Không biết lỗi gì nhỉ? Em này nó bị graphic lỗi mọi người ạ. Em này chắc là bị lỗi nhỏ gì đó. Em bán này 120 nhá, 120 fix lỗi này. Các con từ 31-35 cân, 120 nghìn, mã số là 501 cho em luôn này. Mã số là 501 cho em luôn. Mã 501 cho em này. Áo phao size to XL nhá, em mất mũ ạ. Em này mất mũ này, em bán luôn với giá là 180 nghìn thôi. Áo phao này, lông vũ này. Áo phao lông vũ nhá, size XL, XL này của nữ. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 55 đến 65 cân của nữ cho em này, áo phao lông vũ bán giá là 180 nghìn nhá. 150 nghìn nhá. Chốt cho em mã số là 982. 150 nghìn. Chốt cho em mã số là 982 cho em luôn này. Mã số là 982. Phao trần đi mọi người. Lên một em phao trần đi ạ. Nó ghi là 140 nhá mọi người nhá. Một em phao trần của con size 140 này. Khoảng tầm độ từ 20 đến 24 cân nhá con nhá. 20 đến 24 cân này. Bán em này các chị với giá em phải hơn, em phải tầm độ 2 từ khoảng tầm độ từ 25 đến khoảng 30 cân nhá. 25 30 cân cho em luôn này. Bán em này nhá, 120 nghìn, mã số là 199 nhá các bé. Mã số là 199 nhá con luôn này. Ai hỏi phao cam mọi người ạ? Ai hỏi phao cam nhá, size số 95 này. Phao cam của người lớn này size 95 này. Áo phao trần luôn ạ. 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân này, bán em này 200 nghìn, mã số là 919. 200 nghìn, chốt cho em mã số là 919 cho em luôn nhá. Mã số là 919 này. Hàng hiệu của Cocodile. Hàng hiệu của Cocodile này. Hàng hiệu của Cocodile này, bên trong trần tráng hết toàn bộ. Em này size L nhá. L XL nhá. 55 đến 63 cân mặc vừa em này. 55 đến 63 cân này. Em này 200 nghìn, mã số là 951 cũng dễ thôi nhá. Mã 951 này. Hàng Janos. Một em hàng hiệu của Janos các chị này. Em này cũng là lông vũ siêu nhẹ đấy mọi người nhá. Em ơi nó nhẹ tinh xuống lắm. Lông vũ siêu nhẹ 40 50 cân. 40 50 cân dáng có mũ này. Bán em này với giá là 300 nghìn thôi nhá. Mã số là 740. Lông vũ mà có 300 nghìn tội gì không mua. Mã số là 740 cho em luôn này. Mã 740 này, phao dáng ngắn đi. Lên một em áo phao dáng ngắn size số 80 đi ạ. Lên một em áo phao ngắn size 80, em này size nhỏ rồi. 40 48 cân cho em. Phao lông vũ nhá mọi người nhá. 40 48 cân cho em mọi người này. Hoặc là chị đang có các con khoảng tầm độ dưới 50 cân mặc vừa em này. 300 nghìn, mã số là 833 cho em. Lông vũ nhá. 300 nghìn, mã số là 833. Không có nhiều bác canh tay cho em nhá. Phao là của nam thì vậy. Size 100 này. Phải theo em là của nam mọi người ơi. Của nam chuẩn luôn. Phao lông vũ siêu nhẹ của nam này. Lông vũ siêu nhẹ của nam size 100 tương đương với size L từ 60 đến 67 cân mặc vừa em này. Của nam nhá.
60 67 cân của nam này, anh thì còn chậm hết thì phao đang không có nhiều. 300.000 chốt cho em mã 312. 300.000 chốt cho em mã số là 312 cho em luôn nhá. Tiếp theo này, size số 95 đi. Hàng limited cho em. Hàng limited này size 95 tương tự size mò của nữ. 50 gầm độ 55 cân. 50 55 cân phao lông vũ này. 300.000 mã số là 377. Mày bấm không thì Trương Thị Bình. Mã số là 377 cho em chị. Này, tiếp này, size số 88 cho em. Chất đỉnh giá mang các chị ơi. Size số 88 lông vũ luôn các chị nhá. Size to rồi ạ. Em này tầm độ LXL 55-65 cân. 55-65 cân mặc vừa của nữ cho em này. 300.000 thôi, bình là 400.000 bằng 300.000 luôn các chị nhá. Chốt cho em này, mã số là 906. Chất quá đỉnh luôn. Mã số là 906 alpha lông vũ nhá. Toàn lông vũ thôi chị này. Đây, tiếp theo một em nữa này. Dáng phao hàng có kèm mũ. Dáng phao của Hàn có kèm mũ này. Em này còn có cả đai eo cơ. 45-50 cân. 45-50 cân thì mặc vừa những em này cho em luôn này. Bán em này 300.000. Mã số là 396 phao lông vũ nha. Mã số là 396 cho em luôn này. Ôi đây. Tiếp theo đây ạ. Em này size 100 tiếp luôn này. Em có lông vũ rồi. Em chất xuống lắm. 100 này của nam rồi. 100 này 100 của nam nhá. Thoải mái anh nam nào. 60-65 cân cho em đây ạ. 60-65 cân mặc vừa em này. Màu đỉnh giá nam. 300.000 mã số là 858. 300.000 chốt cho em mã số là 858. Mới bao nhiêu xuống lại địa chỉ đi ạ. Dáng sport cho em này, dáng thể thao này, 100. Dáng thể thao này, size số 100 cho em luôn nhá. Em này đấy ạ. Thoải mái cho chị nào của em này không đến size L. Chị mua hàng chẳng lấy thông tin gì cả. Các chị khách mới ơi, cho em xin đầy đủ thông tin luôn. Em chốt tiếp nhá, mình dùng chốt luôn đấy ạ. 53-57 cân mặc vừa em này đẹp chưa. 53-57 cân này. Bán em này phao lông vũ 300.000 mã số là 700 cho em. 300.000 chốt cho em mã số là 700 cho em nhé mọi người nhá. Đây là phao của nam tiếp này. Áo phao của nam nhé mọi người nhá, size to của nam đây ạ. Một em áo phao lông vũ của nam cho em size 100. Tương đương với những anh nam, không em này phao của nữ rồi. Phao này phao của nữ, cái 100 này 100 của nữ nhá. 55-60 cân của nữ ạ. 55-60 cân của nữ này, áo phao lông vũ này. 300.000 mã số là 333 cho em. Còn một dãy nữa hết mọi người nhá. Mã số là 333 cho em luôn ạ. Không nhanh là không còn luôn. Mã số là 333. Đây, lông vũ siêu nhẹ tiếp cho em luôn này. Áo phao lông vũ siêu nhẹ của Hàn nhá mọi người nhá. Áo phao lông vũ siêu nhẹ của Hàn size S 45-50 cân, mặc lên căng đẹp chưa. Giá em đọc từng chiếc một mọi người ơi. 45-50 cân mặc vừa em này. Bán em này 300.000. Mã số là 358 cho em. Lông vũ siêu nhẹ có 300.000 cho mọi người nhá. Mã số là 358 cho em luôn này. Ôi này, em này không đẹp lấy cái gì bây giờ. Em này không đẹp lấy cái gì bây giờ các bác ơi. Đây nha. Này, size đẹp chưa? Size XL đấy ạ. Ai hỏi em size to thì lấy cái này đi ạ. Ai hỏi em size to, size đại lấy em này cho em nhé mọi người nhá. Ui, em này to lắm mọi người ơi. Em này nếu mà vừa ấy mọi người, nếu mà để mà mặc vừa nhá, em này phải khoảng tầm độ, em này phát lông vũ đấy, nếu mà để vừa phải tầm độ từ 75-80 cân mới vừa em này được. Nếu mà vừa in phải 75-80 cân mới vừa được em này cho em nhá. Size to ấy, size to của nam được, nữ cũng được. Nhưng theo em nghĩ em này phải size to lắm. 300.000 mã số là 573 cho em. Mã số là 573 cho em, nếu vừa 75-80 cân nhá mọi người nhá. Mã số là 573 này. Tiếp theo này, hàng hiệu Lika Sport. Lika Sport màu tím cho em, size 100 luôn này. Tương đương với size L cho em. Em này ạ, 55-60 cân mặc vừa em này phao lông vũ này. 55-60 cân, bán em này 300.000, mã số là 510. Mã số là 510 cho em luôn này. 510 này. Rồi tiếp theo nha mọi người nha. Size 100 tiếp cho em này. Rồi, em này một loạt những em size to 100 này. Một em size 100 lên form quá, lên form quá đẹp này, lên form lên dáng quá đẹp luôn chị này. Rồi, lên form dáng cổ bẻ cho em luôn mọi người nhá. Phao trần đấy ạ, phao trần những em này nó là trần phao lông vũ trần nhá mọi người nhá. Em này size L luôn, 55-60 cân, dáng nó như một cái váy mọi người, nó chơi chiếc eo nhẹ này. 55-60 cân nhá. Lông vũ 300.000, mã số là 820 cho em. 300.000 chốt cho em mã số là 820 này. Size của nam mà em áo của nam rồi. Một em áo của nam. Em này nhá. Em này của nữ rồi, em dáng lại của nữ rồi. 45-50 cân này. 45-50 cân mặc vừa của nữ. 200.000 mã số là 241. 200.000 mã số là 241 cho em luôn nhá. Mã số là 241 này. Khoác mỏng này, trần nhẹ thôi. Khoác mỏng trần nhẹ cho em luôn này. M của nam nhá. 55-60 cân. 200.000 mã số là 556 cho em luôn. Đây. Nhưng em này chị đừng có bỏ qua cho em này. Đây.
Những em này thì đừng bỏ qua cho em nhá. Áo phao lông vũ đấy ạ. Áo phao lông vũ của Hàn. Hai con chị đặng thì hại. Lông vũ của Hàn này 45 đến 50 cân. Áo phao lông vũ của Hàn 45 đến 50 cân. 300 nghìn, mã số là 336. Mã số là 336 cho em luôn này. Mã 336 cho em luôn nhá. Rồi tiếp này. Phao lông vũ siêu nhẹ các chị luôn này. 96. Phao lông vũ siêu nhẹ. Cái này chị này. Phao lông vũ siêu nhẹ này, 45 tầm độ 53 không quay đầu. 45 tầm độ 52 53 cân này. 300 nghìn, mã số là 120. 300 nghìn, chốt cho em mã số là 120 cho em nhé mọi người nhá. Mã 120 cho em luôn này. 120 cho em luôn này. Áo da đi. Em này đi ạ. Một em áo phao phối da. Áo phao phối da nhé mọi người nhá. Áo phao phối da này, SM 48 tầm 53 cân. 48 tầm 53 cân bên ngoài là da, bên trong là phao em mọi người nhá. Em này nó cũng là phao lông vũ mọi người ạ. Một em áo phao lông vũ này, 300 nghìn, mã số là 830 cho em luôn này. Mã số là 830. Phao lông vũ nhắc cho em. Một em áo phao lông vũ này, SM nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này. 48 53 cân này, dáng trùm mông nhẹ nhàng. Em này mới lắm mọi người nhá, nhìn như mới luôn. Em này bán không với giá là 300 nghìn, mã số là 381 cho em luôn này. Mã số là 381 cho em. Size 160 đây ạ. Ai lấy này, em nghĩ em phải tổng size M với mọi người. 50, 55 cân nhá, phao trần. 50, 55 cân. Bán em này 250, mã số là 335. 250 này, chốt cho em mã số là 335 cho em luôn. 335 cho em luôn này. Em này nhá, em này hình như hai mặt thì vải đúng không? Em này, đẹp chưa? Em này size số 95 luôn. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 557 cân bằng của những em này cho em luôn các chị này. Áo phao lông vũ nhá mọi người nhá. Mix màu cực kỳ xinh cho em luôn này. Bán em này 300 nghìn, mã số là 410. Mã số là 410 cho em luôn này. Mã 410 hết rồi, còn chụp em nó hết này. Còn chụp em hết, rất dày dặn cực kỳ. Chất siêu dày nhá, phao béo nhá mọi người nhá. Phao béo đây ạ. Em này nhá, S, M, L, X, L đều vừa, phao béo oversize. 300 nghìn, mã số là 930. Mã số là 930 cho em luôn này. Mã 930, size 95. Tương đương với size M lớn, 53, 57 cân mặc vừa em này. 53, 57 cân mặc vừa em, tím này cho em luôn này. 300 nghìn, mã số là 760, phao trần nhá. Mã số là 760 cho em luôn này. Một em tiếp này, dáng áo phao lông vũ siêu nhẹ là nhầm phao trần em nhỉ. Một em phao trần siêu nhẹ cho em luôn này, phao trần nhẹ nhàng nhá, có cả mũ luôn. Em này M, 50, 55 cân, 300 nghìn, mã số là 345. 410 chị Phạm Thương. 300 nghìn, mã số là 345 này, phao trần này. Phao trần size L nhá, 55, 60 cân. 55, 60 cân mặc vừa em này, 300 nghìn, mã số là 903. Mã số là 903, em đen này đẹp này. Em đen là phao béo mọi người nhá. Em đen này là phao béo, nó gần như là oversize mọi người. Ai mặc cũng đẹp em này luôn nhá mọi người nhá. Phao béo này, oversize luôn, thoải mái, S, M, L, X, L đều với em này. Oversize cho em luôn này. 250.000, mã số là 753. 250.000, mã 753 này. Bốn em cuối cùng nhé mọi người nhá, nốt của em hết nhá. Size L đây ạ. Lên một em size L này. Em này nhá, có cả đai eo cho mọi người luôn. Em này có đai eo này. 55-60 cân. 55-60 cân. 250, mã số là 552. 250, mã số là 552 cho em luôn này. Tiếp này, bên trong lót nỉ nhá. Bên trong lót nỉ, bên ngoài của nó là áo phao đấy mọi người. Phao lông vũ đấy mọi người. Bên ngoài lông vũ này, bên trong là nỉ này. Em này 50, tầm 55 cân. 300 nghìn, mã số là 571. 300 nghìn, mã số là 571 cho em luôn này. Hai em cuối nhá. Hàng Argentina này. Nó ghi là size L. Em này nó ghi là size L cho em mọi người ạ. Em này em 53, 57 cân thôi. 53, 57 cân mặc vừa em này, phao lông vũ này. 53, 57 cân có kèm cả mũ luôn. Bán em này 300 nghìn, mã số là 342 cho em luôn nhá. Mã số là 342. Em cuối cùng này, hàng của Hàn Min Red này. Size số 55, size nhỏ rồi. Em này khoảng từ 40, 50 cân mặc vừa em này thôi ạ. 40, 50 cân này, phao lông vũ cho em luôn nhá. Bán em này với giá là 300 nghìn. Chốt cho em mã số là 346 cho em luôn nhá. Mã số là 346 cho em này. Hết rồi mọi người ơi. Khách mới này, inbox đầy đủ thông tin số địa chỉ bên em luôn nhá mọi người nhá. Ai cần chuyển khoản của em anh chuyển lên cho em luôn đi mọi người ơi. Em ăn thì con không? Tối mai nhá, bên em sẽ khu
mua kiện áo trẻ con. Thế nên là ai cần đồ trẻ con hẹn mọi người ngày mai lúc khoảng tầm độ 8 giờ 8 rưỡi tối đấy ạ. Chắc là chiều mai mình sẽ xem một khoảng một số của trẻ con nữa. Còn giờ em nghỉ thôi nhé mọi người nhá. Cảm ơn xem like và hẹn mọi người ngày mai nha. Tạm biệt mọi người.